ơi, cửa nẻo để toang ngoác vậy mà không ai lên tiếng vậy? Vân Thiên. Trời đất ơi. Thiên Tư. Ý cha cha cha. Trời ơi sao vậy con? Có sao không vậy? Dạ. Nằm nghỉ đi con. Ôi trời ơi sao vậy? Dạ con không sao. Rồi. Lại thằng Thiện nó đánh bay phải không? Cái thằng á thiệt ác nhân ác đức vậy á. Không hiểu sao á tối ngày nó xuống tay với vợ con nó như vậy hả? Tại hồi hổm anh đi nhậu về đã say mềm rồi. Còn bắt Út nhỏ chạy đi mua rượu về cho anh uống tiếp. Con mới vừa lên tiếng cản là anh cầm chổi quýnh con tới tấp mà. Cái thằng này từ ngày mà nó ra ngoài làm ăn tới giờ không khá được một chút á. Bây giờ nhà nó sanh tật hả? Tối ngày đánh đập vợ con như vậy á. Nhìn hai mẹ con bay như vậy á, tao cầm nòng không nổi. Con cũng mệt mỏi quá. Nếu không vậy Út nhỏ chắc con bỏ nhà con trốn đi luôn á. Chứ sống gì đâu có nổi đâu. Thôi dán đi con. Nằm đi nghỉ đi. Nhạc. Ủa anh Thiện. À. Ừ, bữa nay anh Thiện tan đất về sớm hả? À, nói chung hôm nay đất dữ lắm cho nên là về sớm. À, sẵn rồi canh me. À, không, à, không 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 có canh me. Ủa mà cô Nhàn đi đâu vậy? Giờ dạ. Này mà đi đâu vòng vòng đây? À, em đem cái mớ trứng gà này ra chợ bán. À vậy hả? Cũng có mấy mối dặn em giờ này. À, ta nói ai mà có phước dữ lắm mới có được cô Nhàn. À, anh khen vậy là mày mắc cỡ quá. Mà anh không thấy mọi người gièm pha em là bà cô ế chồng hay sao? Bậy bạ. Trời ơi, cô Nhàn đừng có tin lời của thiên hạ gièm pha. Người ta nói này nói nọ nói tầm bậy không à. Thiệt tình. Thôi mà bây giờ không mấy cô ra chợ phải không? Dạ. Để tôi mang cái mớ trứng này giúp giùm cô ra chợ bán nha. À thôi được rồi. Em cầm mỗi ngày cũng quen rồi không sao đâu. Thôi. À, em đi trước nha. Anh ơi. À, cô Nhàn. Dạ dạ. Chưa mở hàng phải không? Chưa mở hàng phải không? À dạ. Tôi mà mở hàng á đảm bảo là bán đắt như tôm tươi vậy đó. Thế không? Bán đắt lắm. Trời mở hàng bán đắt mà giấu hoài. Vậy anh mua bao nhiêu trứng? Cho tôi một chục trứng nha. Dạ. Nè, em á lấy thêm mấy cái rơm này nè em để cho anh nghe. Cái gì á? Anh đem về nhà hả là anh không có sợ bị trứng bể. Cô Nhàn ơi, tôi thấy cô chu đáo quá. Ta nói người ở đâu mà vừa đẹp người, đẹp nết, chu đáo mà biết mần ăn đó. Tôi ước gì có được cô làm vợ tôi. Anh Thiện cứ nói quá à. Em cũng ước gì cũng có một người chồng giỏi giang, biết chăm sóc, quan tâm vợ giống như là anh vậy đó. Tôi hả? Dạ. Xong rồi đó anh. À, xong rồi. Chưa cho tiền. Gửi tiền cho cô Nhàn để cô Nhàn đi bán nữa chứ. Dạ. Chúc cô Nhàn buôn bán đắt hàng. Có gì ngày mai mình gặp lại nhau nữa nha. Tôi mở hàng tiếp cho cô. Dạ. Em cảm ơn Thiện. Em đi nghe anh. Cô Nhàn ơi. Gặp lại anh sau nha. Cô Nhàn. Nhàn ơi. Nhàn ơi, đi cẩn thận nha Nhàn. Đẹp quá. Nè Út nhỏ. Dạ. Mày làm gì mày thấy cha mày về mày lắm la lắm lét vậy? Không có chào thưa gì hả? Dạ thưa cha mới về. Nói mày mới thưa hả mày? Mẹ mày đâu rồi? Dạ mẹ con trong bếp. Lui cua trong bếp suốt ngày à. Lại biểu coi. Đứng đó làm gì?
Cầm, đem chục trứng này nè, nói mẹ mày luộc đi rồi hồi ăn cơm đi cho. Dạ. Xong đi đi, đứng đó làm gì? Dạ con nè. Đi. Dạ. Đem cho lẹ xong ra quét sân cho tao. Dạ dạ con. Nay nhỏ lạ thiệt nha. Ăn cơm đi. Nhỏ nhỏ. Dạ. Hồi nãy cha đưa cho mày, cha nói là mày nói với mẹ mày á, luộc hết cái mớ trứng ở trong cái sọt. Rồi mày có nói với mẹ mày không? Dạ có, con có nói. Bữa nay mình không có uống rượu, tốt quá. Tốt, tốt cái gì? Hả? Hồi nãy tôi đem về một chục trứng, tôi kêu bà luộc hết đi ăn cơm. Bà nghĩ sao bà luộc có một trứng hả? Hả? Còn chín trứng kia đâu? Đem về cho bà con dòng họ bà ăn hết được không? Mình nói gì kỳ vậy? Tôi làm gì có bà con dòng họ gì quanh đây đâu mà cho. Mình đem về nhiêu, tôi luộc hết bấy nhiêu mà. Đem về nhiêu hả? Đem về nhiêu hả? Nói còn cãi hả? Còn cho nữa hả? Hả? Trời ơi, tôi đâu có biết đâu. Giờ tôi là vợ ông, tôi nói phải tính chứ. Tính cái gì mà tính? Đem về một chục trứng, mà bây giờ còn có một trứng duy nhất nè. Là sao? Ai ăn ai nhịn? Hả? Trời ơi, lúc mà ông say xỉn á, ông về nhà ông đánh đập vợ con, ông phá nhà phá cửa sao tôi cũng chịu được hết. Nhưng bây giờ ông đang tỉnh táo mà, thì sao ông không bình tĩnh? Có gì nói chuyện phải quấy với nhau. Ha, bình tĩnh hả? Ý mà nói là lúc mà tôi đánh đập vợ con là lúc tôi say xỉn chứ gì. Còn bây giờ tôi tỉnh mà bà đối xử với tôi như vậy hả? Cho tôi ăn có một trứng gì hả? Khỏi ăn. Trời ơi. Quải là sao? Nè, lấy lại mớ trứng của anh đi. Mắc mớ gì tự nhiên đưa tôi? Thì của trứng, ai hả? Thì trứng của anh thì đưa lại cho anh chứ làm chi. Hồi chiều đó anh rửa tay anh bờ kinh á, thằng con của Tư Ếch nó tái mái tay chân, nó lấy cái vỗ trứng của anh đem đi giấu. Rồi bây giờ nó không dám đem qua trả. Nó thập thò trước cửa nhà, nó thấy tôi đi ngang, nó kêu tôi đem đi trả giùm. Trời đất ơi, cái thằng quỷ mày mắc dịch. Dám chơi tao hả mày? Trời ơi, con nít mà. Nói nó làm chi? Nít cái gì? À, nó tái máy hay là ông tái máy đây? Ê, nói chuyện đàng hoàng nha, ông không lấy đây tôi lấy. Bài, làm bài, ơn bài. Bắt quán cái gì kỳ cục vậy? Tôi có lòng, tôi đem lên tôi trả. Anh còn nói gì nữa là sao? Trời đất ơi là trời, kỳ cục vậy? Trời trời ơi, cảm ơn. Làm ghê vậy? Không phải thôi. Cảm ơn nhiều nha. Tốt quá à. Trời ơi! Mẹ! Nè, nè! Mẹ ơi! Ba. Mẹ! Mày đứng lại đó! Đứng lại đó. Nhưng mà mẹ của con. Mẹ cái gì mà mẹ? Cứ để cho bà đi đi. Đi vô nhà. Mẹ. Nhanh lên. Nhanh lên cho mày. Đi đi. Đi cho đã đi. Rồi cũng về à. Xì. Mẹ ơi, mày đừng có đi ăn xa quá, coi chừng lại nha. Út nhỏ ơi, Út nhỏ. Mày đâu vậy Út nhỏ? Trời đất ơi, cái con quỷ này. Giờ này là bao nhiêu giờ rồi mà mày còn hả để dịch nó ăn uống vậy? Hả? Tại sao không biết về nhà? Dạ trời mới mưa xong, nên con định cho tụi nó ăn no nê một bữa. No cái gì no, ăn nhiêu đó đã đủ rồi. Lo về nhà dọn dẹp nhà cửa, chiều nay nhà mình có khách á.
có khách. Ủa không. Ai vậy cha? Dì Nhàn ghé qua bên nhà mình ăn cơm. Mà sắp tới chắc chắn là dì Nhàn ở nhà mình luôn rồi đó. Cha định để dì Nhàn ở luôn nhà mình đó cha. Chứ sao, nhà tao mà. Tao muốn cho ai ở là quyền của tao. Lo lẹ đi. Nhưng mà còn mẹ con thì sao cha? Mẹ mày hả? Mẹ mày đi lâu quá rồi. Cha ơi, con chắc chắn mẹ con sẽ về mà cha. Về cái gì mà về? Bả sẽ không có về nữa đâu. Mà bả có về đi chăng nữa, ta cũng không cho bả ở đó nữa. Lo lùa dịch nhanh, hiểu chưa? Về nhà con dọn dẹp nhà cửa nữa đó. Về rồi đó hả? Dạ, dạ con chào dì. À, đi ra giếng cái nước liền đi, cho đầy cái lu này. Dì để con vào con thay bộ đồ cái xong con ra con gánh liền cho dì thôi, nha. Thôi, khỏi thay đồ, đi liền đi cho lẹ, trễ rồi. Mau lên. Dạ. Sao mình không để cho út nhỏ nó thay quần thay áo đi, chứ người nó ướt nhẹp, một con gái con đứa ra đường ướt kỳ lắm. Trời đất ơi, nó ướt có làm sao đâu. Mà đêm hôm á mà tôi để cho nó gánh nước như vậy, hàng xóm dị nghị tôi là mẹ ghẻ con chồng. Trời, từ sáng tới giờ con ta làm cực lực quá rồi, thay cái bộ đồ có sao đâu. À, ý mình nói là tôi mẹ ghẻ con chồng phải không? Đâu có ý đó. Nè, đi đâu vậy? Chưa cơm nước chưa chân mà. Đi qua bên nhà ngọ. Qua ngọ làm gì? Nhậu nữa phải không? Không được đâu hết á. Nè, đừng có quá đáng rồi nha. Bây cấm tôi nhậu, rồi cấm luôn cái chuyện mà tôi qua gặp bạn bè tôi nữa làm sao? Nè, tôi nói cho ông biết nha. Tôi là tôi, không có giống người vợ hiền nhút nhát nhu nhược của ông đâu nghe chưa. Mà ông muốn làm gì ông làm. Ông đi phải không? Được rồi, tôi đi theo. Để qua bển á, ông gặp thằng nào con nào. Cái gì? Hôm nay quá đáng nói chuyện, muốn đi theo nữa hả? Sao? Nè, đánh đi, ông đánh đi, ngon đánh đi. Không đi thì không đi. Ok, ghét. Dịch ơi, mày ăn cho no đi nha. Để tao còn về nhà tao làm việc nữa. Chứ mày về trễ hả? Là dì la tao chết đó. Yeah.
rồi, bà Dịch đi đâu rồi? Mình mà về nhà là dì không để yên cho mình đâu. Phải đi kiếm mới được. Tội nghiệp con gái của mẹ. Mẹ không ngờ con lại sống vất vả và cơ cực như vậy. Mẹ ơi, cha nói mẹ đi luôn không về nên cha mới cưới về nhà. Mẹ, sao mẹ không về với con? Hôm đó mẹ uất ức quá, mẹ hoảng loạn chạy thẳng vào rừng sâu rồi bị sập vào bẫy thú. Cũng may là có già làng cứu mạng đem về đây chạy chữa thuốc thang. Vậy là chân của mẹ bị tật luôn á mẹ. Cứu được cái mạng của mẹ đó là may mắn lắm rồi. Chân của mẹ bị tật nhưng mà chống gậy thì mẹ vẫn đi được, không sao. Con thương mẹ quá à. Mẹ cũng thương con lắm. Sống ở đây nhưng mà không có ngày nào mẹ không nhớ đến con. Mẹ tính là khi nào chân mẹ lành lặn thì mẹ sẽ quay trở lại tìm con. Nhưng mà bây giờ con đã ở đây, ngồi ngay trước mặt mẹ rồi. Mẹ ơi, bây giờ con gặp lại mẹ rồi. Mẹ cho con ở lại đây với mẹ nha. Con sẽ chăm sóc cho mẹ. Tất nhiên là con phải ở lại đây với mẹ chứ. Rồi mẹ sẽ dạy con dệt vải. Cuộc sống của mẹ con mình sẽ không còn cơ cực như xưa nữa đâu. Mẹ ơi, mấy tấm vải này là do mẹ dệt hết rồi. Là mẹ dệt đó. Đẹp quá à. Mà ai dạy mẹ dệt vậy? Chính già làng là người đã dạy mẹ. Sau khi cứu mạng mẹ, người đã cho mẹ chỗ ở này, rồi còn dạy mẹ dệt vải để kiếm sống nữa. Mẹ sẽ may cho con một bộ đồ mới, rồi từ từ mẹ sẽ dạy con dệt vải nữa ha. Thì đó mẹ, thích mà. À, Út nhỏ, nghe mẹ dặn nè. Con có thấy ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ bên đằng kia không? Dạ, con thấy. Nghe mẹ dặn cho kỹ nha. Con tuyệt đối không bao giờ được tự tiện mở cánh cửa đó ra. Ủa sao vậy mẹ? Bộ trong nhà đó có gì hả mẹ? Già làng có nuôi một bầy chó săn, rất là hung dữ. Đối với người mà nó quen hơi thì không sao, nhưng mà đối với người lạ, chúng sẽ xé xác rồi đó. Sao già làng lại nuôi mấy con chó đáng sợ đó vậy mẹ? Già làng nuôi bầy chó đó để chống lại thú dữ. Nhưng mà con yên tâm, khi mà chúng đã quen hơi rồi thì không sao đâu. Biết đâu mai mốt con lại là bạn của chúng nữa. Thì đó mẹ. Thích quá à.
Ủa, Út nhỏ ở đâu? Chưa tìm được nó nữa hả? Trời đất ơi, vậy thì nó đi đâu? Sao không biết tìm nó đi còn ngồi đây? Mấy ngày nay tôi cũng đi tìm nó rồi, hỏi người này tới người khác mà không biết nó đi đâu nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra với con gái của tôi hay không nữa. Tôi nghĩ nó không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Nó trốn theo bà dịch của tôi luôn rồi. Thôi mà, làm ơn đừng có gieo tiếng oán cho nó có được không? Đây là nhà của nó, mắc mớ gì nó trốn. Ờ, thì nó trốn thì khỏi làm việc nữa, khỏi chăn dịch, khỏi móc lúa, khỏi chặt củi, khỏi gánh nước đủ thứ, khỏi đủ thứ công việc nhà hết trơn á. Khỏi 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 gì? Con tôi mới có mười mấy tuổi à, biết bao nhiêu công việc mà đổ lên đầu nó, làm sao nó chịu cho nổi chứ. Ủa, chứ đổ nào ai? Chẳng lẽ đổ đầu tôi? Nè, bà đừng có quá đáng nha. Quá đáng cái gì? Nè, tôi nói cho ông biết nha, ông mà không tìm Út nhỏ về đây cho tôi được á, tôi mà tự tìm ra nó, tôi sẽ cạo đầu của nó, biết sao không? Tại nó ăn cắp đồ của tôi, ông hiểu chưa? Bà dám không? Tôi dám á. Ủa sao? Ông muốn sao? Tìm nó thì tìm nó. Vợ dữ như quỷ vậy. Điều tra vô nhà đi. Dạ. Cha ơi, cháu chín rồi, cha ăn ngay đi cho nóng. Được rồi, cảm ơn con. Cha đã đối xử tệ bạc với hai mẹ con của con. Bây giờ cha đã hối hận lắm rồi. Tôi tìm được Út nhỏ rồi. Tôi kêu á là nó về đây ở với tôi mà nó không chịu. Nó nói nó ở với mẹ nó vui hơn. Thôi kệ, nó muốn làm gì nó làm. Ủa, đâu có được. Không có nó, ai làm việc nhà. Ngày mai ông tới đó kêu nó về. Thì cũng có nói nó chứ. Nó không chịu biết sao giờ. Trời, thôi, cái ông... thôi, được rồi. Để từ từ tôi tính cho nha. Cái ông này. À, mà nè. Ông nói Út nhỏ lúc rày á, nó dịch giải đẹp lắm phải không? Trời ơi, đẹp dữ lắm rồi nha. Buôn bán rất là đắt. Dệt bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu luôn. Thiệt vậy đó hả? Thiệt chứ, nó khoe với tôi vậy mà. Ừ, chẳng bao lâu chắc hai mẹ con họ giàu to lắm đây. Chắc vậy quá. Tôi thấy cái làng nó trù phú dữ lắm nha. Nhà cửa đều khang trang hết nha. Đảm bảo giàu chắc luôn. Vậy hả? Ừ. Vậy sao không ở đó luôn đi? Nói kỳ cục vậy. Sao ở được ở? Đối xử với hai mẹ con người ta tệ bạc quá mà. Sao mặt mũi nào ở lại với hai mẹ con người ta? Ủa, mày đâu đó? Tôi qua bên nhà ông hai, lâu quá không gặp người ta, hỏi thăm người ta làm ăn có được hay không, buôn bán có được hay không thôi chứ cái gì đâu. Ơ, à, ông, nè, ông.
ăn bỏ đi đâu vậy hả? Trời đất ơi, mỗi lần mà tụi nhắc tới vợ con ông á là ông lãng chỗ khác à. Bực mình à. Nè, còn mày nữa. Nãy giờ mày đứng ở đây á, mày nghe hết rồi phải không? Trời đất ơi, hai ông bà nói chuyện lớn như vậy ai mà không nghe được. À, mà mày có tin cái chuyện hai mẹ con út nhỏ giàu có lên nhờ dịch giải không vậy? Không dám đâu. Cái con nhỏ út nhỏ đó nó khôn bà cố, nó lấy tiền của nhà mình cho mẹ nó thì có. Ừ, sao mày cũng nghĩ y chang chị mày vậy? À, còn có vụ bày dịch nữa. Chắc chắn là nó đem bày dịch nó đem về cho mẹ nó làm của rồi. Chứ sao mày đi lạc được? Dịch nó cũng biết đường về mà, sao lạc được, đúng không? Đúng rồi đó, chị hai nói đúng đó. À mà nè, vậy bây giờ chị tính sao? Không lẽ chị cứ đứng đây nhìn thấy hai mẹ con nó giàu hơn chị hay sao? Sao có chừng đó được. Mày để chị mày tính cho. Mà đi mà không đợi tôi cho vậy hả? Trời đất ơi, mày đi lẹ đi. Làm đi chậm vậy? Mà mày tin lẹ sao mày đi chậm mới vậy? Chàng ràng hoài hả? Tí nữa cợp nó dồn mày bây giờ nè. Trời đất ơi, đang đi rừng mà bà nói vậy. Bà không sợ hả? Sợ gì? Mà đi lẹ đi. Mà nè, tới chưa vậy? Tới rồi kìa, phía trước đó, mày thấy hả? Đâu? Kìa. Đó đó hả? Làm đó hả? Mà bà có chắc nó là phải ngồi làm đó không? Chắc chắc rồi, tao hỏi kỹ rồi, tao mới dẫn mày đi chứ. Mệt đó, đi lẹ đi. Mà nè nè, cái tên tôi đâu bà kêu hoài vậy hả? Sao bà tin lẻ đó, không tin lẻ sao được? Bực mình hả? Có ai ở nhà không? À, dạ dạ, nhà con có bán nhiều vải lắm nè. Cậu về đến đây làm cái gì vậy? Tao tới là hỏi tội mày nè. Mày dám đi chăn dịch của tao lùa hết cho mẹ mày, để cho mẹ mày làm của hả? Dạ 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 không phải đâu gì. Thật sự là ngày hôm đó con ngủ quên, cái nàng dịch nó chạy vô rồi con kiếm không được. Mày còn nhỏ mà dám mặt tao hả Út nhỏ? Dạ. Bây giờ đem hết giải dốc đồ đạc nè, đem về nhà cho tao, mau lên. Không được, cái này của mẹ con. Dì cho con thời gian đi, con cố gắng con học dệt vải rồi con đem bán, dần dần con trả lại cho dì. Không, không có thời gian gì hết á. Nếu không á, mày theo tao về nhà. Mau lên, mau lên, con đi bán. Con muốn ở với mẹ con mà. Út nhỏ. Mẹ. Con cứ để cho cô lấy đi. Con muốn lấy gì á, thì cô lấy hết đi. Lấy xong rồi á, thì cô hãy mau mau rời khỏi đây cho mẹ con tôi được sống yên ổn. Được rồi, chị biết điều đó. Út lẹ. Mau đi kiếm đồ đi, lấy hết cho tao. Ở đây không có gì quý giá hết trơn á, ngoài đống vải này. Biết sơ cái nhà không biết có gì rồi. Mày tìm kỹ chưa? Kỹ rồi, không có gì hết á. À, còn nhà bên kia kìa, mày tìm kỹ chứ vậy? Chưa qua đó. Chưa qua phải không? Đừng đi qua. Đừng. Tôi xin mấy người đừng có vô trong đó. Không cho đi. Không cho đi là chắc để đồ quý giá trong đó rồi. Không, ở trong đó không có gì hết đó. Gì cậu? Đừng có vô trong đó. Im đi. Chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe tiếng của nhàn la trong đó hả? Có chuyện gì? Họ bị chó săn xé xác rồi. Cha, cha ở lại với mẹ con đi cha.
Con à, cha không còn mặt mũi nào để ở lại đây với hai mẹ con của con được. Cha đã hối hận rất nhiều. Tính tình của cha thì lại gia trưởng, lại ham mê rượu chè, và cũng chính cha đã làm cho mẹ con phải mang tật suốt cuộc đời này. Và cũng chính cha đã phá tan nát gia đình này. Cha không còn xứng đáng với hai mẹ con của con nữa đâu. Mẹ, cha biết lỗi rồi. Mẹ tha lỗi cho cha nha mẹ. Mẹ cho cha ở lại đây nha mẹ. Cha không còn mặt mũi nào để nhìn mặt hai mẹ con nữa. Cha đi đây. Con nó đã nói vậy rồi, mình hãy ở lại đi. Mình ơi, mình đã tha thứ hết mọi tội lỗi của tôi hả mình? Từ đó ông Thiện chăm chỉ chí thú làm ăn, quên thói bạo hành đánh vợ chửi con. Ông hết lòng yêu thương vợ con. Ông không còn uống rượu say xỉn, kiềm chế được tính nóng nảy, không mắng chửi vợ con để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Sao? Nghe nói có ai lần trước phân biệt không được đi, giờ được bù đó. Bù mà làm khỉ em không có chịu đâu. Em làm khỉ gái. Khỉ này là khỉ ác chứ không phải khỉ hiền đâu mà ha. Tám, đổi chuyện khác đi nha ông. Bà này chơi cha ông mà, làm sao có thể thay đổi thái độ trong chuyện được chứ. Thôi 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 thôi, khỉ hiền khỉ ác cái gì. Bảo Việt, đi đi con. Dạ. Sự thích con khỉ. Ủa gì, sao bà xấu quá vậy? Kỳ cục quá à. Trời ơi, ông cũng vậy á. Xấu y chang tôi luôn. Ủa, bây giờ mình làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Từ trời, chết rồi. Nếu mà ở trong chuyện này mình xấu xí như vậy á hả, thì ơi kỳ quá à. Cái gì mà kỳ? Mà bây giờ mình như thế gì? Tôi cũng không biết nữa. Mà nói vô chuyện này á, mà mình vừa dây cô gái xấu xí á, là bị đánh đập ghê lắm luôn á. Trời ơi, hai cái đứa kia. Trời ơi, đứng đó một hồi nữa hả? Ông bà chủ ở trong nhà đi ra hả? Là ông muốn chết luôn á. Đi đi. Đúng rồi đó. Trời con, ơi. Đi đi con. Đừng ở đó nữa. Ủa mà này làm gì ông sợm hả ba? Chị ơi, hai đứa ăn mày đứng đây, chị này đuổi đi mà nãy giờ không chịu đi á chị. Thôi đi đi con, nghe lời cô. Chứ đứng ở đây một hồi mà bảo hộ mà ra đánh đó. Đúng rồi đó con, đi đi con. Ủa con chị có nhỉ con. Trời ơi, cái thứ hôi hám dơ dáy ha. Mày lo mày dánh nước về rồi dọn chuồng heo cho tao. Trời ơi, cái thứ gì đâu mà nhìn kính vậy à. Tao nhìn mày tao còn muốn ói à, đừng nói người ta. Bởi giờ ai dám mướn mày hết trơn á, có mình tao nhân từ tao mướn mày thôi. Mày đi mau, mày đi đánh nước về cho tao. Mau lên. Hai đứa chạy lẹ đi. Đúng giờ chạy lẹ đi. Họ đánh chị hả? Họ là ai mà đánh chị vậy? Còn mắng chửi cả chị nữa chứ. Chị chỉ là phận tôi tớ trong nhà thôi. Mà không sao đâu, chị quen rồi. Họ chỉ bỏ tiền ra thuê mình thôi mà. Mình không thích làm chỗ này thì qua chỗ khác làm. Sao em ngây thơ quá vậy? Nhà này mà đuổi chị á, chắc không có nhà nào mà dám mướn chị nữa đâu. Em nhìn chị đi. Ý chị nói là chị... xấu xí quá mà. Xấu đến nỗi mà ma chê quỷ hờn luôn á. Thôi thì chị cố gắng ở lại đây, cố gắng làm việc để kiếm cơm qua ngày chứ sao giờ. Mà em đâu thấy chị xấu đâu. Đúng không vậy? Ờ đúng rồi, bình thường mà. Chắc là tại vì hai đứa xấu giống chị nên thấy chị bình thường đó. Chị tên là Mận, còn hai em ở đâu? Sao chị thấy lạ quắc vậy? Không phải đâu chị, tụi em là Bảo
Dạ đây là Bảo, còn em là Việt. Tụi em ở làng bên đó chị, tình cờ sang đây chơi thôi. Thôi tụi em tranh thủ về nhà đi, chứ không ba mẹ mong đó. Chị còn phải gánh khoảng chục đôi nước về tưới rau nữa mới được ăn cơm trưa. Vậy nha. Xong ngồi đây vậy? Không có nhà. Vậy bà con họ hàng thân thích ở đâu? Không có bà đây. Con gì chứ, rồi bồ côi bà. Kiếm ra. Kiếm ra. Dạ dạ. Bên đây nè. Rồi ngồi dạ dạ. Dạ quá. Dạ 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 dạ. Ôi giời, mỏi quá. Mỏi chân, mỏi tay quá trời. Mà đã cầm bóp ra, bóp bên đây nè. Ây da. Không bệnh hả? Con hỏi Lào. Dạ. Cái bệnh này lây dữ lắm á. Bây giờ không sợ lây à? Dạ không. Ông à, ông có sao không? Mà hồn ông chết luôn rồi, nhẹ nhẹ thôi. À, dạ. Ủa, mà ông Tám ở đây làm gì vậy? Ờ, theo như trong chuyện thì ông Tám làm bột á. Vậy, thằng chi ông Tám giấu tụi mình, không cho tụi mình làm bột. Xấu ghê. Ừ, đúng rồi. Thôi, đi dậy với ông Tám đi. Mỗi tay. Ai vậy chị? Chị không biết. Hai đứa ngồi xuống đây. Ông cụ này tội nghiệp lắm. Không có nhà, không có cửa gì hết á. Chắc là ông đang đói bụng. Để chị đi kiếm gì cho ông ăn. Hai đứa ở canh ông cụ giùm chị nha. Ông Tám. Chào hai con kỹ xấu xí. Ông Tám kỳ quá nha. Gì kỳ? Ông làm bột mắm cho tụi con làm gì vậy? Ông phải làm con ông bột chứ, để hai con làm ông bột đâu có vui. Hai con làm con khỉ nó vui hơn. Ủa? Ông vô đây hồi nào vậy? Ông đi theo lưng tụi con chứ đâu. Nghe không? Theo lưng tụi con để coi cái chuyện gì phải không? Nghe không? Đi. Cô gái tới rồi. Ông xỉu nè. Ông ơi. Ông xỉu ơi chị ơi. Cầm giùm chị. Ông. Nói gì chị? Ông ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi, ông có sao không? Thôi ông ơi. Ông đừng nói. Bây giờ con không muốn cơm được em. Cảm ơn con nha. Nhưng mà con cho ông ăn cơm hết rồi. Rồi cơm nào mà con ăn? Ông đừng có lo cho con, chú con kiếm cái gì ăn sao cũng được. Ồ vậy hả? Dạ. Trời ơi, con nhỏ tốt bụng quá trời đất. Ông thấy sao rồi, đỡ nhiều không ông? Đỡ rồi, nãy đói. Dạ. Đói xỉu. Bây giờ uống nước vô. Nó đỡ rồi. Ông ơi, bây giờ ông có cái chỗ nào để về không? Để con đưa ông về. Về sao được, đi sao được, cảnh chân nó mỏi quá. Ngồi lên còn không được nữa. Dạ, thôi được. Đỡ con lên, cộng phải không? Dạ. Đỡ lên. Bỏng rồi không? Dạ được. Ông mình đi hướng nào không? Như là hướng nào cũng tới. Dạ. Thôi ông nói gì cho tôi, ông cảm ơn con nhiều. Thấy không? Con nhỏ này ha, coi cái mặt nó xấu xí gì mà cái lòng dạ nó tốt thiệt á chứ ha. Bây giờ ông dặn con nè, con có công việc gì đi làm không? Dạ có, con đi gánh nước. Nhưng mà trước khi gánh nước ông dặn con nhỏ nữa. Con thấy cái đường thẳng đây không? Thấy không? Dạ thấy. Nó con đi thẳng vô đó, nó tới cái bìa rừng đó chưa?
rồi con thấy một cái bó bao cái đám bông, còn mới hái được một nhánh bông, con lấy nhánh bông con hù hù, giữa cái điều kỳ diệu nó xảy ra cho con, con tốt bụng quá trời Phật sẽ phù hộ con nghe con. Con cảm ơn ông, nhưng mà con không có cần điều kỳ diệu nữa hết á, chỉ cần ông khỏe là con vui rồi. Thôi chị ơi, chị về trước đi, để tụi em ở đây trông ông cho. Chị mà về trễ hả, ông bà chủ la chị chết. Thôi chị nhờ hai đứa nha. Dạ con chào ông con đi. Nhớ nghe. Dạ. Chị. Nhớ vậy nghe, lấy cái bông hửi nghe chưa. Dạ. Con đi nhau. Chị đi. Giờ làm sao không? Chị hai con chạy theo coi cổ làm sao. Có gì giúp đỡ cổ nha. Dạ. Đi đi. Lẹ lẹ. Lẹ lẹ lẹ. Thôi. Sớm. Con nhỏ này cái mặt nó xấu xí mà nó tốt bụng quá trời quá đất, giúp nó cũng được có làm sao đâu. Vậy là sai chuyện rồi, sao chị ở đó không hửi bông? Tôi chết, nếu chị như vậy thì sẽ bị sai chuyện của Tích á. Ồ, thôi ông dùng quyền trợ giúp review lại đi. Hai đứa làm gì đây vậy? Sao chị còn xấu vậy? Là sao? À, ý em hỏi là bông có đẹp không chị? Trời ơi, hai đứa này rảnh ghê. Chị lo gánh nước chạy về cho kịp nè. Chứ có thời gian đâu mà con hơi đẹp hay hơi xấu. Ủa, chị không nhớ là ông dặn hả? Chị nhớ nhưng mà chị bận lắm. Thôi chị đi nha. Khoan, đợi em chút. Chị gửi đi chị. Hả? Chị gửi đi. Chị chỉ chiều hai đứa một lần nữa thôi nha. Dạ. Đẹp lên rồi đó. Ủa, bà không vậy không kìa. Sao hai đứa xinh quá vậy? Hả? Chị cũng vậy á. Thiệt hả? Nhưng mà làm sao để chị nhìn thấy dung nhan của chị đây? Chị chạy ra bờ sông nha. Hả? Đợi em chút. Gì vậy? Em cũng biết nói sao nữa mà. Chị nhìn vào trong đó là chị sẽ thấy chị đẹp lên. Trời ơi, vậy là ông lão nó đúng rồi. Vậy là thần tiên giúp mình rồi. Hôm nay vậy mình cùng đẹp luôn. Đẹp gì hả? Trời ơi, da mịn như thế nè. Da mịn nhà mình rồi đó. Ủa, lột xác từ hồi nào mà đẹp dữ vậy trời. Chắc là thần tiên giáng thế quá phép cho nó đó. Không phải gì đâu. Tại vì á, do nó ăn ở hiền lành cho nên ơn trên á cho được sắc đẹp vậy nè. Ủa, đẹp không? Đẹp. Đẹp quá ha. Nghe giọng quen. Quen cái gì? Cái con này, mày cho vịt ăn chưa? Con kia, mày cho heo ăn chưa? Con này nè, mày cho chó ăn chưa? Đúng, nó nhiều chuyện nữa. Biến. Ủa, biến lại gì bà? Biến. Mất hình nè. Lấy vô trong làm gì? Nè, cái con kia, đứng lại. Đủ có thứ khùng gì không à. Nào chứ chưa thấy ai đẹp á. Mận mà đẹp cái gì? Mặt mày thì gốm cho quắc. Gì bu bu nói bậy bạ. Ông làm gì vậy? Giờ mận như vậy. Làm gì nuốt nước miếng vậy à? Miếng đầu nãy ăn cắp. Bà kêu con ở lại đây có chuyện gì chỉ dạy à? Nghe tao hỏi nè. Tao muốn biết á. Thời gian trước tại sao mày ấy
Mà sao giờ mày làm gì mày ấy ấy vậy? Mà giờ tự nhiên sao mày ấy ấy? Hả? Bà nói gì con không hiểu. Ấy là gì bà? Trời ơi, bà nói cái gì làm sao nó hiểu được? Ông dịch lại đi. Ý của bà con á là nói mày xấu như con cú. Tự nhiên bữa nay mày trở thành con Phượng Hoàng là sao? Đúng rồi. Cái ý tao hỏi y chang như ổng vậy đó. Tại vì tao nghĩ ra. Con cũng không biết nữa. Tự nhiên cái nó vậy. Tự nhiên nó vậy. Rồi tự nhiên nó vậy. Tự nhiên mày vậy rồi vậy vậy. Vậy là sao? Bà nói cái gì mà vậy. Tự nhiên cái vậy. Chừng đó nó hiểu. Thôi nó thẳng lên rồi chạy cho nó nghe đi. Tại sao con được cái gì, con gặp cái gì mà tự nhiên con đang xấu như là quỷ vậy? Rồi tự nhiên mày đẹp như thằng Nga là sao? Đúng rồi đó. Heo. Tôi tính nói y chang nhau mà tại tự nhiên tôi tức giận tôi quên hết văn chương à. Trả lời. Dạ. Thì tự nhiên nó vậy. Vô lý. Nghe tao hỏi nè. Có phải mày ăn cắp cái lọ nước thần của tao mày tắm phải không? Hay là mày ăn cắp tiền tao mày đi sửa sắc đẹp? Trời ơi bà ơi, bà đừng có nghĩ như vậy. Oan cho con lắm. Không phải như vậy bà, con nào đâu dám. Mày không dám phải không? Bây giờ tao tóm tắt lại cho mày nghe, mày biết nè. Ha, tao hỏi mày, hồi sáng giờ mày đi đâu, mày gặp ai, mày làm những gì ha? Mà tại sao mày lại đẹp như vậy? Sáng giờ con gặp hai đứa bé. Xong rồi con đi ra bờ sông con gánh nước thì con gặp một ông lão. Cái ổng nói con là đi ra chỗ kia thấy một đám bông thì bức ngửi. Xong rồi có con được như vậy. Trời, đơn giản vậy hả? Dạ. Vô lý quá, tao không có tin. Mày có làm cái gì, mày có cho tiền ông già hay mày làm cái gì nè? Rồi ông mới tiết lộ bí mật cho mày biết mày có một cái sắc đẹp như vậy. Khi không tự nhiên gặp ông già ngửi qua, đơn giản quá. Tao không tin. Mà nó đẹp thiệt mà. Con trả lời. Con nhớ rồi. Thì con gặp ông già, ông ngồi ngay chỗ gốc cây á. Cái ông già nói là bị kiến cắn. Nói con bắt kiến cho, xong ông ngứa. Nói con gãi thì con gãi. Gãi? Rồi cái gì nữa? Xong rồi ông nói ông nhức chân, rồi nhức tay vậy. Xong rồi con đấm bóp. Bóp. Cái gì nữa? Dạ cái xong cái ông bị ho. Ổng ho vô mặt con luôn. Con né không? Dạ không. Mà ổng hỏi là ổng bị ho lao á, con không sợ hả? Con nói con không sợ. Ho. Rồi cái gì nữa? Dạ cuối cùng là con đưa ông lão về, nhưng mà vì ổng bị nhức chân nên con nói con cõng ổng. Rồi con cõng về không? Dạ không. Cõng? Dạ nhưng mà cuối cùng ổng không có cần con cõng. Xong rồi ổng mới chỉ cho con, ổng nói là con là một cô gái hiền lành tốt bụng. Ông nói là ông chỉ cho con đi tiếp ở cái đằng xa kia có một cái bụi hoa. Xong rồi tới đó ngắt hoa ngửi, xong rồi cái con được vậy. Ngửi hoa. Ông già ơi, có đây không già? Trời ơi. Ông già. Trời ơi, kiếm hoài mà. Ông có đây không? Ông già. Bà làm gì vậy? Tôi tìm ông qua. Ông qua ở đâu? Bà đâu qua mà mà dỡ mấy cái này lên mà kiếm dế chứ hả? Nhưng nó nói rõ ràng cái chỗ cái khu này mà sao tôi tìm nãy giờ không thấy, toàn là thấy toàn là cây ba cái dù gì đâu không mà không thấy qua đâu hết trơn à. La như tôi nè mà còn chưa thấy ổng nữa. Nói đó mà kiếm như bà. Ông la ông tìm ai? Kiếm ông già chứ kiếm ai? Trời ơi phiền quá, nó đã đâu nó bông qua chỗ này là nó có tìm ông già chi. Trời bà mệt quá. Rồi. Con Mận nó nói là tôi với bà phải tiền bấm ông già thì ông già mới chỉ cái bông hoa đó, chỗ đâu bông hoa đâu có dưới bụi dưới cái gốc cây trong cái cục gạch này. Vì tìm ông già giờ ông đi đâu không biết mà tìm. Bây giờ gì đi, tôi gốc bạn gốc, kêu chừng nào mà ông già ông hiện ra thì thôi. Nhưng mà ông kêu nhẹ nhẹ nha, tôi không giờ ông già giật mình đó. Biết rồi. Kêu đi ông già ơi, biến ra đi ông già ơi. Ông già ơi, ông già, ông già. Ra đi ông già ơi. Trời ơi, nhìn cái điệu bộ tôi thấy ghét dễ sợ chưa? Tôi già cả cách mấy thì tôi cũng nằm hoặc mẹo gì cũng nằm một đống đó nhìn thấy chứ. Làm cái gì mà cái kiếm từ dạch từng cái cục gạch cục cỏ để kiếm tôi giống làm như tôi còn chồng con dế vậy hả? Mà ông, họ là người xấu hả ông? Xấu ồn mà. Nhưng mà họ chỉ muốn đẹp lên thôi mà ông. Thì thử, thử. Hai ông bà đã đánh chị Mẫn gần chết, vậy mà còn binh được so gì? Thử lại, thử lần nữa coi. Vậy để hai tụi con thử nghe ông. Ừ. Ông ơi, nãy giờ gọi ông mời cỡ luôn mà
Thôi thôi, mà không thấy ông đâu sao? Tôi muốn tét cũng họng luôn. Thôi mình đi chỗ khu vực khác mình gọi đi ông. Ở đây không có ổng rồi đó. Giờ tôi bày chỗ khác đi. Trời ơi, kiếm đi mệt quá. Trời ơi, mệt quá à. Ôi trời ơi, sao mà muốn trẻ đẹp là khó khăn quá à. Ông già ơi. Ông già ơi, ông già. Ông già ơi. Trời ơi, kiếm hoài cũng chứ. Ông già chứ có chỗ nào hiện được ông già. Ông già. Trời ơi. Nghe sơn thật là mẹ đã tìm tụi con khắp nơi. Con ơi, tại sao con phải ra thân trời như thế này? Trời ơi, bà khùng quá à. Gì vậy? Trời ơi, mình lo mình tìm ông già, cái hỏi hay cái này chi. Mình gì mà có vụ nghi sương tấn lực ở trong này nữa. Tôi lộn thọng cầm cút qua. Ông nghe ta nói sao? Đi ra đường thì thỏ khỏi con nít chứ. Thấy không? Mình muốn cái gì mình hỏi tụi nó trước. Chứ... Con ơi, tụi con tội nghiệp quá à. Đi đâu mà tụi con phải thất tha thất thiểu ngoài đường vậy? Nè, cô hỏi cái này nè. Nếu mà tụi con trả lời được á, cô cho bánh tụi con ăn nha. Tụi con thấy ông già ở đâu không? Cái ông già mà lùng cô treo cái nhánh cây lên nè. Ừ. Con ơi, nói đi cô cho bánh con ăn. Thấy đâu không con? Thôi mệt quá. Quay. Ôi thơm mà nó vuốt ngọt rồi như vậy làm sao mà nó trả lời được. Cô tôi nè, khỏi cần bánh kẹo ra đó. Đứng dậy mày. Đứng dậy. Cái ngọt cũng là con chưa chỉ khủng chi là ông nạt nó. Hai đứa bay thấy ông già đâu không? Thấy ở đâu không? Ấy trời, trời ơi. Trời đất ơi, ngồi lù lù mà nãy giờ khủng chỉ đồ cái thứ trôi xong lạc trời gì đâu à. Xích, không có cần. Ông già ơi. Hơi ông già. Ông già ở đâu để con đi tìm ông già ở đâu để... Ê! Hả? Bà không hát. Vui quá à. Ông già ơi, ông có khỏe không? Ê, hồi nãy con Mận nó dặn. Bước một là cái gì tôi quên rồi. Hình như con Mận nó tập một là gãi. Màn một cảnh một. Gãi bắt đâu? Đâu? Ông ơi, em có ngứa không? Ông ngứa đâu? Để tôi con gãi cho ông nha. Gãi chưa? Ngứa toàn bộ. Gãi luôn. Tần. Sao? Đã không? Đã không? Đã. 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 Bước hai mà làm gì? Bước hai hình như con Mận nó là bóp. Bóp. Vậy là bước hai, màn hai, cảnh hai. Bóp. Ông ơi, ông nhức mỏi đâu rồi con bóp cho ông. Nhức mỏi đâu? Già rồi nhức toàn bộ. Tôi bóp trên, ông bóp dưới. Rồi, bừng. Bóp ba. Tần. Khỏe không? Khỏe. 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 Còn bước thứ ba. Như là tôi nhớ là ho đó. Đưa cái mặt vô cho ông ho. Nhưng mà ho mà đừng có khi dễ ông nghe. Khi dễ ông là ông không có cho chỉ đường. Đúng rồi, con Bận có dặn là khi mà ông ho đó, mình phải để cái mặt như này để cho ông ho vô mặt mình. Chứ mình né gì là ông ghét, ông không có chỉ. Bởi vậy. Nãy giờ tôi không nghe ông ho sao giờ? Ông ho thì làm cho ông ho. Mà bây giờ là cái vấn đề mà ai đưa cái mặt này nè, hứng cái mặt để cho ông ho vô mặt. Thì tôi hy sinh á, bà cho mà hứng đi. Cái gì? Ồ, cái mặt tôi đẹp vậy mà tự nhiên ông ho vô rồi tôi không chịu đâu. Không chịu rồi, bây giờ muốn đẹp không? Muốn. Bà muốn trẻ không? Muốn. Thì đưa cái mặt cho người ta ho đi. Nhưng mà sao đây ông ho sao giờ? Thì tôi có cách làm cho ông ho. Vậy hả? Ừ. Chịu hy sinh đi. Chịu hy sinh đi. Nghe dụ không nha. Dù ông nói ngọt cái xe tôi làm trong ho ha. Cái mặt tôi gì? Bước thứ ba đi. Màn ba cảnh ba. Bắt đầu. Ông ơi, ông cứ ho nhẹ nhẹ giùm con gái nha. Ông làm ơn thương qua tiếp Ngọc nha. Ông mà ho nhiều một cái vô mặt con có lủng mặt con hết đó. Con chuẩn bị đi ông ho nè. Ông có ho đi ông. Trời ơi. Gì vậy? Về chuyến này chứ tôi phải rửa mặn gần 10 ngày nữa mới sạch chứ. Khó đi. Bà muốn đẹp không? Ừ. Muốn kẻ không? Ừ. Con chụp đi. Ê, ông ơi. Gì? Con Mận tôi dặn cái cảnh 4 là cái gì? Như bước 4 như con Mận nó nói là như là cổng. Cổng? Cổng bây giờ ai cổng đây? Bà cổng. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tôi về sao tôi cổng ông nổi? Thôi, ông đàn ông cổng đi. Chứ tôi
Ta nhìn vô còn gì nữa là trung tinh tiết liệt. Đồ ghê luôn. Rồi nói chơi thôi. Nãy bà chịu hoa là phải không? Ừ. Tới tôi cộng. Cộng ha. Rồi màn 4 cảnh 4 bắt đầu. Cộng. Ông ghê quá. Ông muốn không? Muốn đẹp không? Muốn trẻ không? Hả? Thôi. Muốn trẻ không? Muốn đẹp không? Muốn. Muốn thì cộng. Còn đắn đo cái gì nữa. Ông ơi cổng về nhà nha. Vậy đáng lên đây. Rồi, cổng về nhà nha. Rồi, xong rồi. Nè 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 nè, sao kỳ vậy? Không cổng về nhà mà tự nhiên thả tại chỗ vậy? Cổng gì coi như cổng về nhà đâu, có cổng thôi. Miễn sao là mình làm đúng đúng bố điều được rồi. Đúng rồi, cho nó đủ thủ tục phải không? Ừ. Ủa vậy? À, đứng dậy đi ông. Ông chỉ chỗ cho tôi đi, cho biết cái chỗ nào bông qua đi. Tôi làm xong bốn điều đó rồi đó. Đi hai đứa con bông qua không? Trời ơi, cái này này. Dạ, 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 dạ. Trời ơi, đây nè. Gì nữa? Trời ơi, đây nè. Ở đây đây. Đây mấy sông mà. Cái sông mà. Dạ, cả lẫn lộn á. Nè, chỉ cho đàng hoàng chứ ở đâu? Đây nè, đi tới đây sẽ thấy những cái điều ủa, mất tiêu à. Tao lúc mà khẽ mà có mày làm bạn của nhà nó. Nó kìa. Tôi hả chứ? Khoan. Tôi là chồng, tôi được quyền thử trước. Cái gì vậy? Chứ sao? Gì ông cũng ăn hiếp tôi hết trơn vậy? Nhưng mà tôi nói trước cho biết nha. Sau khi tôi hử cái bông này mà tôi tẻ lại đó. Dạ. Tôi cưới thêm 7 con vợ nữa nha. Đừng có hồng. Bộ ông trẻ tôi không trẻ hả? Trời đất ơi. Ha. Ông ăn chả được thì bà ăn em thôi. Khoan. Tôi đã nói rồi, tôi là chồng, tôi thử chứ. Thôi, giờ không nói gì đó, xin xăm đi. À, xin xăm. Bà muốn cho công bằng xin xăm phải không? Ừ. Ai thử trước cũng được phải không? Ừ. Thắng là được hỏi phải không? Ừ. 1, 2, 3 Quay. Đó. Sao bà chết chắc rồi. Thế tôi đi, 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 đi. Trời ơi. Tôi nhìn cái bông là tôi biết là phong thần tiên rồi. Thần tiên thì thử trước đi. Từ từ, nó cũng mới trẻ thôi. Nhưng mà nhìn mình ngắm nó một chút. Không lẽ tôi ăn luôn cái kỳ vậy? Máu lên đi, trời ơi, tôi đang mà háo hức đi nè. Từ từ. Hửi chút thì tôi hửi sao? Trời ơi, này hửi vô cái nha, mà tôi hửi chừng hết nguyên cái bông này tôi muốn ăn luôn á, ăn xong nó còn trẻ hơn. Thôi máu lên đi. Này, từ từ. Sao ra cái mùi nó sao? Cái mùi nó sao? Thơm không? Thơm không? Thơm không? Thơm không? Thú quắc à? Chắc trời mấy cái loài hoa kỳ diệu nó vậy đó. Thường thường nó có thuốc là như vậy à. Giờ chơi thúi đưa tôi hủy. Nói chơi cho bà vui thôi, thử lòng bà. Trời ơi, thúi tôi cũng hủy nữa. Mau lên đi. Trời ơi, tôi thấy cái bông hoa này tôi thương quá rồi. Hủy bông hoa thần kỳ. Hãy cho ta trở về tuổi trẻ. Hãy cho ta trở thành một người đàn ông đẹp trai nhất vùng này. Trời ơi, khi mà tôi trẻ rồi. Sao? Cưới mấy nhỏ sớm luôn. Con Ngân Quỳnh đẹp lắm. Mới 17 tuổi vậy được không? Ngân Quỳnh à, thanh thần. Cưới làm vợ bé. Chớn quá, hử lẹ nó đi. Từ từ chứ, hưởng thụ từ từ chứ, làm gì gấp vậy. Bắt đầu rồi nè. Sao, thấy lạ không? Sao rồi, thấy trong người nó có cái gì lạ không? Trời ơi bạn, sao mình thấy tôi làm gì? Làm như là như lửa đốt rồi là kiên cắn dần dần trong cái mặt luôn. Trời ơi, cái mặt luôn tự nhiên sao bây giờ nó giống như là bị dao cắt. Trời ơi. Ủa sao giờ nó bình thường lại mà nó con người tôi nó khỏe khoắn quá vậy. Trời ơi, con người tôi không còn biết phải còn là tôi như ngày xưa. Sao bây giờ tôi cảm thấy như tôi là một người trai trẻ 19 tuổi. Chị là hiệu nghiệm rồi đó. Hiệu nghiệm rồi. Tôi dở mặt ra bà sẽ thấy bà hết hơn. Hiệu nghiệm dở mặt ra coi. Bà chuẩn bị đi. Quốc hòa. Phải đẹp, đẹp không? Y như cũ. Phải không?
Tôi thấy nó không có gì tiến triển hết trơn á. Ủa sao nó còn mấy cái nếp nhăn y nguyên vậy? Còn y nguyên. Ủa không lẽ lộn bông? Chắc có lẽ là trời ban cho tôi chứ không phải trời ban sắc đẹp cho ông. Mà không không, tôi nghĩ vậy không trẻ là chắc lộn bông nữa. Màu đỏ. Hồi nãy tôi nghe ông nói hình như màu đỏ cái gì đó. Phải màu đỏ không? Màu đỏ, màu đỏ. Bây giờ tới tôi nè, tới tôi nè. Tôi chừa tôi miếng à. Bông hoa đỏ thắm xinh đẹp. Hãy đưa tôi trở về thời thiếu nữ ngày xưa. Nhớ nha, lúc đó tôi mà trẻ rồi nha, đừng đi kế bên tôi nha. Đi kế là tưởng ông là ba tôi đó. Chừa tôi cái nụ à. Chừa nụ chị. Ôi, bông hoa, hãy đưa tôi trở về thuở nhỏ nha, 16 nha, đừng có trở lại 14 lố, tôi chờ đợi lâu lắm đó. Trời ơi, mới một hơi thở đầu thôi mà tôi nghe trong người tôi nó loang tỏa, hình như là tôi hồi xuân trở lại vậy đó ông. Ôi, đúng là cái bóng rồi. Mới cái thứ hai tôi ông. Mà máu nó chạy rần rần từ ở dưới chân lên trên đầu. Trời ơi, đúng rồi. Tôi cảm thấy như là da tôi nó căng ra. Ông ơi, gì vậy? Cứu tôi với. Tự nhiên sao thịt da của tôi nó căng ra, làm như nó muốn nứt ra vậy. Trời ơi ông ơi, gì vậy? Hình như thịt da tôi nó căng ra rồi. Tôi đã trẻ lại rồi. Cứu tôi với. Cái gì vậy? Chú lão ba. Lão bá ơi, chào lão bá. Lão bá ơi, lão bá biết nhà con không? Nhà con ở tận xóm trên. Con tên là A Muội nè. Lão bá chỉ đường cho con đi. Nhìn lão bá quen quá. Có phải lão bá là ba của con không? Trời ơi, con là Tiểu Muội nè. Người ta gọi con là A Muội đó. Vậy hả? Dạ. Con A Muội hả? Dạ, lão bá ơi. Bớt khùng. Bớt khùng với A Muội. Đi không? Trời, con đâu có khùng đâu. Con trẻ trung xinh đẹp mà không gì. Lão bá chỉ con gì? Sống trên nhà con trên á. Con là con của lão bá hộ. Trời ơi, tôi nói thiệt với bà là cái giọng bà này chút xíu à. Mà cái mặt bà nhìn nó muốn đi điếu luôn à. Điếu gì? Nó vẫn già ngắt à. Có thay mới đổi nào đâu. Y như cũ à. Phải không? Ờ. Sao kỳ vậy? Hồi nãy tôi nghe ông nói là cái bông đỏ mà sao giờ kỳ vậy? Không lẽ ông nói xạo đó. Ơi, mà tôi nhớ rồi. Không phải. Chứ lại gì? Không phải bông đỏ với bông vàng. Ông nói với mình là cái bông tím mà chùm chùm đó mới đúng bông chùm, đó. Chùm. Đi tìm coi có chung quanh đó. Bà tốt quá, để tôi hủy trước nha. Thôi, để tôi hủy trước. Trời ơi, tôi nói với bà là tôi là chồng, tôi hủy trước đi, là tôi cũng truyền nhượng cho bà hủy vậy. Hủy, ông hủy cái bông rồi còn lại mấy cái lúc tôi hủy cái gì? Có gì đâu, thì tôi 19 tuổi rồi mà, 37. Không được. Tôi với ông á, tôi chia ra, đứa con cái hủy. Không, bây vợ chồng mà. Mình đi tranh giành chỉ cái bông này. Vợ chồng mình cùng trẻ với nhau, vợ chồng mình cùng hạnh phúc với nhau. Mình mắc mớ gì, phải làm gì làm chi. Mình hít một lượt. Vậy hả? Rồi mình trẻ một lượt. Điểm 1, 2, 3 hít nha. Ừ. 1, 2, 3. Dạ nhân, dạ nhân cướp mỹ nhân bơ người ta cứu tôi với. Dạ nhân. Bà khùng ha, tôi là chồng bà chứ dạ nhân đâu. Ê trời ơi, đâu phải vợ tôi đâu. Như cái con khỉ nè, ai bỏ ra đây vậy? Trời ơi, thì ra là ông hả? Trời ơi, sao đây? Ngứa quá. Tự nhiên cho tôi ông mọc lông như đè rồi. Tại ông á. Tại bà đó. Ông ham đẹp chứ nghe lời người ta, người ta gạt mình. Hít cho dữ, hít cho nhiều vô. Bây giờ lông nó mọc ra thành kỳ là. Tại bà tham chứ. Cuối cùng mới thành khỉ rồi. Ai bảo ở ác quá làm chi. Giờ quả báo thành khỉ đó. Thôi ông cháu mình làm xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ về thôi. Về thôi. Điều. Ông thường khỉ làm như làng xuống quá. Chúng mình đi.
bùm ba la, mũi dài bùm ba la, mũi dài. Tụng tạc cái gì thôi? Đáng lẽ hôn một tiếng là phải già luôn rồi chứ. Sao kỳ vậy? Sao con còn ở đây? Quý khách đừng nôn nóng, để cơ trưởng Bình bình tĩnh giải quyết. Ủa mà ông Tám ơi, có hỏng khóc chỗ nào không? Kỳ vậy ta, hay là cuốn sách này hết linh nghiệm rồi ông Tám? Nói bậy nói bạ, nói chùa bẻo không à. Để ông bình tĩnh, ông dặn công, ông suy nghĩ thử coi. Mà tụi con cũng phải suy nghĩ theo ông chứ. Suy nghĩ. Tại sao vậy ta? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Nhức đầu quá. Cuốn sách này như một phi thuyền không gian, đưa mình vào thế giới cổ tích từng chuyến một. Mấy hiệu đâu rồi? Nếu động cơ máy móc của nó không hư, sao hư được? Cổ tích người ta có ngàn đời mà. Thì có nghĩa là nó đã đi mất. Hả? Con nói là... Ý con là... Tàu tới rồi ra. Đúng rồi, đã có chuyện cổ tích mới bắt đầu vô nó rồi kìa. Có phải chuyện mũi dài không luôn Tám? Đúng rồi. Nhưng mà ai đã vô đó? Ai đã vào cổ tích? Làm cho lão quá hộ đó vừa keo kiệt dạ. Vừa bóc lột sức lao động. Nó mà làm cho ổng á là nghèo mặt kiếp luôn. Dạ. Làm ơn đưa tôi về thủy phủ, tôi sắp chết rồi, cứu tôi với. Ai kêu cứu hả? Nước, nước, cứu tôi với, thả tôi xuống nước. Ủa? Con cá biết nổi chuyện hả trời? Gì thế ghê vậy? Ủa? Đây đâu phải là cá câu. Với lại đâu có ai tắt đìa đâu. Mà trâu nó cốn quậy nước, sao con cá nó mắc cạn đây ta? Cá ơi cá, tao thấy mày mắc cạn tội nghiệp quá à. Tao thả mày xuống nước cho mày về nhà nha. Xuống sông chi bây giờ tao mất con trâu mày thấy không?
Trời ơi là trời, thế nào ông Bá Hộ cũng đền con trâu của mình, ở đợi thêm 2 năm nữa. Trời ơi là trời. Mình nhẩm tính á, còn 1 tháng nữa là mình được tự do rồi, ra cài cuốc. Vì bây giờ mất con trâu không biết sao đi nữa. Ân nhân, xin ân nhân đừng buồn. Ủa, cô là ai vậy? Tôi chính là con cá được ân nhân cứu sống. Ủa, con cá hả? Nhưng mà nãy tôi thả con cá xuống sông rồi mà. Tôi muốn đến đây để đền áp công ơn của ân nhân. Tôi có một bảo vật này rất quý giá, có thể giúp được cho ân nhân. Nhưng mà tôi chỉ thả con cá xuống sông thôi mà, tôi có làm gì đâu. Ân nhân hãy đưa tay ra đi. Giờ lắm nha. Ủa, đưa cái viên gì vậy? Đây là viên ngọc như ý, cầu được ước thấy. Ngọc như ý hả? Ngọc như ý hả? Ờ cô ơi. Ủa, đâu nữa trời? Cô ơi, cô ơi, cô viên ngọc thì thiệt mà. Ngọc như ý hả ta? Cầu được ước thấy. Hay mình thử cầu coi nó làm sao. Mình đâu mất mát gì đâu. Mình mất con trâu, hay là mình cầu có lại được con trâu đi, để cho ông Bá Hộ khỏi phải bắt mình ở đợ nữa. Ngọc Như Ý ơi, tôi cầu cho tiền lại được con trâu. Tôi cầu cho tiền lại được con trâu. Ước thấy từ đây về sau mình không sợ ai hết, từ nay mình sẽ là người chăn trâu giỏi nhất làng, không sợ mất trâu nữa. Ủa? Nhưng mà đuổi con trâu đi vòng vòng đây mình kêu lại thì sao? Hay là bây giờ mình nghe nói bụng, mình ước có một mâm cơm đi. Ngọc Như Ý ơi, tôi muốn có một mâm cơm thịt cá thật ngon. Trâu ơi trâu, có mâm cơm này nè, ăn ngon. Viên ngọc này hay quá. Ăn cơm. Ngon quá. Đã một đời răng trâu của mình chứ bao giờ được ăn một bữa cơm ngon như vậy. Mình có viên ngọc này, mai mốt mình sẽ ước thật nhiều. Đói bụng á thì mình sẽ ước có cơm ăn, mình sẽ ước có quần áo đẹp, mình sẽ ước có nhà cao cửa rộng. Mình giàu rồi sẽ không ở đợ nữa. Xin ân nhân thận trọng, Ngọc Như Ý không thể dùng tùy tiện, bởi càng có nhiều người biết chừng nào thì Ngọc sẽ mất linh nghiệm chừng đó. Hãy giữ gìn cẩn thận. Thần cá ơi, tôi biết rồi. Tôi chỉ ước những điều ước thật có ích và sẽ đi giúp đỡ mọi người. Cảm ơn thần cá. Ông ơi, bà ơi. Ông ơi. Ai kêu vậy? Bà ơi, dạ con đây nè. Ai kêu? Dạ con. Mày đòi đi. Dạ. Mày là thằng quỷ chân đây gì? Mày đi chăn con trâu à, mà bao nhiêu lái buôn tới đây nó đồ mua lúa, không ai gánh lúa qua bán cho đó. Tại sao mày đi từ sáng tới giờ? Dạ. Sao vậy đâu? Sao vậy? Dạ. Ra biểu, ra đánh lên trên cha nó cho tao. Ông ơi, ông cho ông nói cái đó ông. Ninh! Không được nói mày, ở nhà này với mình tao nói cho mày. Biết không? Ông đứa nào ông? Đâu? Đứa nào? Ông nói đi, con thằng nào, thằng quỷ, thằng quỷ hả? Trời đất ơi. 6, 7, 8, 9, 10, ngủ mã phân thay. Hây, 7 ơi, 6, 7, 8, 9, 10 ở đâu á?
Sao mày đè luôn cái tao? Dạ, đánh luôn tao. Đúng rồi. Bà ơi, hôm nay bà cho phép con đừng có quýnh nó được không bà? Sao vậy? Dạ, mấy bữa nay nó vẫn đi ăn sáng hoài luôn à. Trời, nó hối lộ mày hả? Mày bị khùng hả mày? Nó cho mày ăn sáng, nhà này không cho mày ăn sáng à? Đánh nó cho tao. Dạ. Trời ơi. Sao bậy đứng hơn. Trời ơi. Hai thằng này nó sợ thằng này nó không đánh. Để tôi. Nhậu. Mày sợ hả mày? Vì chết cha mày chết tao. Không đứng hơn. Mày làm gì vậy? Sao vậy? Ông có thương không? Ông muốn ông tự tôi quá. Bà đứng hơn. Làm gì á? Cái thứ mày là thứ. Cửa đi ông, cửa đi. Mày hả? Ông không nói chuyện được. Trời ơi, sao vậy? Ông ngáp không như chó vậy? Ông cửa đi, ông cửa đi. Bà bị khang tiếng. Trời ơi, ông ơi bà ơi. Con cảm ơn ông bà đã nuôi nấng con từ nhỏ đến lớn và đối xử con rất là tử tế giống như là người nhà. Thường xuyên đánh đập con và cho con ăn cơm thừa cá cặn. Nhưng mà hôm nay á, con muốn đến đây để con chuộc thân của con. Ủa sao ông bà không nói gì vậy? Quên. Ông nói chuyện được, bà nói chuyện được. Nó được rồi. Nó đòi chuộc thân kìa. Dạ. Nó đòi chuộc thân lắm kìa. Dạ. Chuộc thân thì phải nhiều tiền lắm nha mày. Dạ, con có tiền mà. Hả? Tính lên cho nó, tính lên cho nó. Này tôi tính nghe. Dạ. Tính đi. Cách đây 2 năm. Dạ. Mày mượn tao nửa quán tiền. Dạ. Rồi cộng tiền lời tới bây giờ. Rồi mà mỗi tháng tao trả tiền lương mày tao trừ lại ha. Dạ. Rồi tiền ăn cơm ngày 3 bữa, 8 ngày 2-3 lần đó. Dạ. Đó. Tính luôn, tao từ thiện lắm. Mày thiếu tao chính quan. Thôi ơi, nhầm rồi. Sao vậy? Bà có bị khùng không? Sao mà tính luôn có chính quan à? Nó đi trong nhà của mình, gạch của mình mà nứt nẻ rồi này kia. Bà phải tính vô luôn mòn, sao mòn nữa đó. Nằm chiếu tao thay mấy cái chiếu á mày. Thì tao tính là từ thiện cho mày 10 quan. Ê, khoan. Dạ, sao? Bà ngu cái gì? Sao mà tính có 10 quan à? Nhân lên cho 3 cho 4 cho luôn. Thì làm sao nó có tiền? Bà hay tôi quá. Tôi thiệt nói mà có tả đủ hả? Tôi sủa như chó cho ông coi. Bà hay quá. Trời ơi. 10 quan mày. Dạ 10 quan hả? Trả đi. 10 quan. Đây, 10 quan tiền của ông đây. Trời ơi. Đó, bà cãi tôi bà sủa đi. Bà cãi tôi bà sủa. Không. Vậy con thưa ông bà con đi về nha. Mày phải cho tụi tao nhúc nhích đồ chứ. Dạ. Dạ con quên. Cả nhà đi đứng bình thường. Trời ơi. Mày không hả? Cười gì? Cái tội quà đó, tôi chưa nâng lên, giờ còn có 10 quà nó đi rồi. Nó có rồi, tao có tiền nó có nhiều á. Thiệt. Ôi đất ơi, hẹo quá ta. Thì bảo thấy nó ngộ không? Ngộ chứ. Trời ơi, nó như thần vậy đó. Nãy nó bị mẹ Nghiêm. Cái ông Nghiêm. Cái biểu bình thường, cái tôi bình thường, lạ quá. Ba mẹ có thấy nó lạ không? Lạ sao không lạ? Lạ quá. Thằng này nó ngộ, tại sao nó có tiền? Bởi vậy? Nếu mình muốn biết nó có tiền, phải cho người theo dõi nó, tới nhà nó, rình mò nó. Muốn làm điều đó là phải cô gái đẹp. Anh hùng mà, làm sao thoát qua ải mỹ nhân. Không phải bà đâu bà nội. Đây nè. Nhiệm vụ này giao cho con hay con gái? Ba mẹ cứ để con. Thiệt là không ngờ mình có viên ngọc như ý này, mình trả được hết nợ nần nè, không còn làm công nữa. Nó đang cười, nó đang cười. Nó cười khúc khích. Mày thật là ngu quá đi à. Chưa có suy nghĩ được cái gì nên đầu nên đổ hết. Sao kỳ vậy? Hồi nãy nó cười. Nó cười đã xong rồi nó thở dài. Nó thở dài xong rồi nó ngu. Nó ngu xong rồi nó ước cái gì đó. Rồi xong rồi nó suy nghĩ. Nó có bị khùng không? Anh nghĩ sao nó bị khùng? Theo như em nghiên cứu mà sách xưa đó. Sao? Người ta gọi cái hiện tượng này là hiện tượng bị ma nhập. Vậy? Ừ. Trời ơi. Tại vì chỉ có hiện tượng bị ma nhập mới tưởng tượng mình có những viên ngọc như ý. Trên đời anh nghĩ làm sao có viên ngọc như ý mà ước gì được ra, đúng không? Ông bá hộ kêu mình theo dõi. Tại ông đa nghi thôi. Nhưng nãy giờ mình đâu thấy có cái gì đâu. Em nói cho anh nghe,
ông bá hộ kêu mình theo là tại vì ông bá hộ cũng biết nó bị ma nhập, cho nên ông bá hộ mới kêu mình theo dõi nó. Hồ ghê quá, tao mày ngộ đây hồ bị ma nhập luôn á, thôi là mình trốn. Anh bị khùng hả, giờ bước ra cái đúng chạy không kịp luôn á. Vậy vậy bây giờ mình ở đây chút xíu đi, rồi đợi nó đi xong rồi mình về mình nói với ông bá hộ. Ừ. Vậy là mình đã suy nghĩ ra được điều ước rồi. Mình ước cho mình có một căn nhà thật là giàu có, thật là lớn, giống như ông bá hộ, để mình có thật là nhiều tiền để mình giúp bà con. Ngọc Như Ý ơi, Ngọc Như Ý, tôi ước cho tôi có một căn nhà thật là to, có vài nhân, ước có thật là nhiều tiền. Xét nổ ngang tay rồi sao, từ một căn nhà tranh biến thành nguyên một căn nhà ngói, nó đẹp lồng lộng luôn, đẹp hơn nhà của ông bà luôn. Sao mày làm sao nhà nó đẹp bằng nhà tao? Thằng này nó nói xạo, cái sự việc nó kinh khủng như vậy mà nó nói là hả kỳ thú hay không cái gì nữa. Cái gì nữa hả? Nó lầm bầm vào trong miệng á, cái phúng phúng phúng, cái thằng đê từ một thằng chăn trâu biến thành một thằng công tử khôi ngô tuấn tú như con vậy nè. Mày nghĩ sao vậy? Thôi, hai tụi mày ra ngoài đi, tụi vô dụng. Nghe cô hai mày nói chưa? Đi ra ngoài. Dạ. Đi bụm. Nói nghe nè, con có nghe tụi gia nhân nó nói gì không? Có quan đường không? Lạ lắm, con nghe tụi nó nói á, tự nhiên từ một ngôi nhà cũ cái biến thành một ngôi nhà thật là to luôn. Cái gì ông nhớ không? Nhớ gì? Hồi hôm qua khi mà nó vô nhà mình đó, nó nói nó đi ăn trong mà nó nói chuột mình nữa đó. Đúng. Tôi biểu ông kia thằng sáu thằng bảy búng nó nhớ không? À, nó lè bè cái tự nhiên cái miệng ông ấy giống như chó ngáp vậy đó. Tôi tức quá tôi nhào xuống, tôi cũng tính búng nó, cái nó mình liền như sao? Cái mình tôi cũng ngáp như là cá mà bắt lên bờ không khí gì đó. Mà cái hồi cái nó về cái ông nói nó đó, cái nó làm cho mình bình thường. Nó có phép thuật. Đúng. Chính xác. Cái câu chuyện này nó lạ lắm. Lạ sao vậy? Nhưng tôi tức thiệt. Nhà của nó bự hơn nhà mình luôn. Nhà chứ bự hơn nhà mình là tao ghét rồi. Mình phải theo dõi nó, điều tra nó. Ai? Ai? Chỉ có con gái mình. Cái tên này nó ngốc lắm. Con sẽ dụ cho nó khai ra hết mọi chuyện. Chính xác. Cha mẹ cứ để con. Nói nghe nè, kế hoạch sao? Nói nghe. Nói con. Con gái mình. Vậy là bây giờ mình đã có tất cả rồi. Nhà, cửa, vàng bạc. Bây giờ mình còn thiếu cái gì ta? Bạn bè mình, cỡ tuổi mình á, có vợ con đề quề. Bây giờ mình còn thiếu một người vợ chăm sóc cho mình, nâng khăn sửa túi. À, hay mình ước có một cô vợ thật đẹp. Ngọc ơi. Tèm tết tèm. Ơi. Tèm tết tèm. Sao Linh dữ vậy ta? Công nhận viên Ngọc hay quá. Cô ai quen vậy? À, cô hai nhận bá hộ. Cô hai. Cô hai phải không? Ê mày. Ủa? Anh Đê. Anh Đê đây.
anh ước có một cô vợ đúng không? Đúng rồi đó. Thì anh khỏi cần ước, có em đây rồi nè. Tại vì tôi yêu Đê lâu rồi mà tôi không có dám nói. Cô yêu Đê hả? Đúng rồi, tôi để ý Đê từ lâu lắm rồi đó. Để ý Đê? Hèn chi. Thấy gặp Đê chửi Đê hoài luôn á. Đâu có, chửi là yêu đó. Chửi là yêu. Với lại tôi yêu Đê á là tại vì khuôn mặt Đê đẹp trai nè. Có không? Hơi ngô túng túng nè. Phải không? Sao hôm bữa nói tôi ngu như bò, xấu như heo đâu mà có. Yêu mới nói như vậy đó. Yêu hả? À quên nữa, tôi á cũng tới tuổi lấy chồng rồi mà ba mẹ của tôi á định gả tôi cho một người khác. Thôi đừng nha. Nhưng mà thôi, tôi chỉ yêu Đê thôi à. Đê có đồng ý lấy tôi làm vợ không? Đồng ý. Anh không muốn nổi nữa rồi. Anh không muốn nổi nữa. Mình đang vui mà, chàng uống nữa đi. Ly nữa nha. Thôi mà, yêu em uống nữa đi. Vợ ơi vợ, anh xỉn quá rồi. Thôi vợ chồng mình vô ngủ nha. Nha. Thôi, em buồn lắm. Sao? Lấy được chàng á là cái niềm vui của em rồi. Nhưng mà niềm vui đó không có được trọn vẹn. Sao vậy? Sao không được trọn vẹn? Chồng á thì không có gì hết đó. Nhưng mà vẫn nghe người ta nói kỳ lắm. Người ta nói sao? Người ta nói cái gì? Họ nói nói gì? Nhưng mà chàng không có được giận đó nha. Không, trời ơi, vợ yêu vợ quý của Đê mà giận cái gì. Họ nói á, nói gì? Em dù gì cũng là con gái của Phú Hộ ha. Rồi tự nhiên đi hạ mình ưng một cái thằng mà chăn trâu chăn bò. Nha. Tuy là hả, bây giờ có nhà cửa đề huề như vậy nè. Rồi không biết nó có được mãi mãi không. Thì tại vì ngày xưa anh chăn trâu chăn bò, rồi cái tự nhiên anh giàu lên. Nhỏ không tin đúng rồi. Nhưng mà anh nói vợ biết nha. Chẳng những anh giàu mãi mãi mà anh còn cầu gì ước nấy. Em đây em còn không tin nữa thì sao họ tin được. Sao? Tại vì họ không biết thôi. Anh có một cái duyên. Không có gì. Không lẽ chàng không tin vợ sao? Anh tin, nhưng mà cái duyên này của anh... Thôi mình đi ngủ đi vợ, đi. Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng rồi. Anh biết. Thì chàng nói cho vợ nghe đi. Thôi dù gì thì vợ chồng mình cũng đã là một rồi. Đúng rồi. Thì anh sẽ cho vợ coi một cái duyên này. Nhanh lên đi chồng. Cái duyên này là cái duyên mà anh lúc nào cũng đem bên người. Khó lấy quá. Đây là duyên ngọc thần của cá thần tặng cho anh. Lúc mà anh cứu con cá thần, cá thần tặng cho anh một viên ngọc này, cầu được ước thấy. Em chỉ cần cầu cái gì là ra cái đó, ước cái gì là hiện ra mặt liền. Đây viên ngọc thần của anh. Anh ước cái gì là có đó. Anh ước nhà có nhà, ước cửa có cửa, ước vợ có vợ, ước vàng có vàng. Ước gì được đó. Chồng ơi. Chồng. Chồng ơi. Đang ngủ. Duy Ngọc ước đây sao? Xui cho cưng á là không có được hưởng phước.
Mèo lại hoàng mèo cưng à. Ngọc ước, xin hãy cho ta về với cha mẹ của ta và trả thằng khốn này về ngôi nhà cũ của nó. Sao mình ở căn nhà này? Ủa, Duy Ngọc chết rồi. Duy Ngọc đâu? Duy Ngọc đâu? Vợ ơi, vợ, vợ chết rồi. Ba mẹ cho con gặp. Dạ. Ba mẹ mày. Ai vợ của mày? Vợ con chồng mà. Sao vậy? Sao vậy? Đã đánh nó chết cha nó cho tao. Đè xuống tao. Khoan. Để đó, trước khi đánh nó, để chửi nó cho nó nghe. Ông chửi đi. Mày tưởng mày đẹp trai hả mày? Sao mày không đẹp trai đâu con? Gái nào biết nó đẹp cỡ nào đi gả cho mày hả? Còn lâu. Mệt chưa? Hiệp hai để tôi. Mày còn cái trái gì không hả? Mày nghĩ sao vậy hả? Mày nghĩ sao mày đòi lấy con gái tao hả? Mày là cái thứ khố rách áo ôm như ăn mài vậy đó. Mày còn tài sản không hả? Mày còn cửa nhà không hả? Mày còn người hầu không? Tôi nói mày hay, tôi mời có tăng ba ông đi. Trời ơi, mày tưởng nó mày ngon hả? Mày tưởng mày đẹp trai đó mày? Mày biết gái tao đẹp cỡ nào không? Mày gái cho mày hả mày? Gái cho. Mệt chưa? Tôi mệt. Thôi đi vô đi. Quýnh nó cho tao. Bây giờ không dạo con gái con người tôi. Đây nào, bày mưu cướp ngọc của con. Ây à, 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 ây à. Thần cá ơi, thần cá, tôi đã làm mất viên ngọc rồi. Tất cả lỗi là do tôi. Tôi quá tin người. Bây giờ làm sao tôi có thể lấy lại được viên ngọc hả thần cá? Thần cá ơi, giúp tôi nha thần cá. Thần cá ơi. Hả? Thần cá? Thần cá, giúp tôi đi thần cá. Tôi làm mất viên ngọc rồi thần cá. Thôi ân nhân đừng buồn, ta sẽ chỉ cách cho ân nhân lấy lại được ngọc. Thiệt hả? Tôi phải làm cách nào? Hai bông hoa này là sao thần cá? Ân nhân hãy hái đem về đi, nhành bông trắng cài trước cửa nhà phú hộ. Khi nào xảy ra chuyện thì hãy đem bông đỏ đến giải trừ cho họ. Khi đó sẽ tìm lại được ngọc. Vậy hả thần cá? Cảm ơn thần cá nhiều. Cảm ơn thần cá. Cảm ơn thần cá. Bông hoa trắng là cắm trước cửa nhà ông phú hộ. Khi nào có chuyện thì đem bông hoa đỏ tới giải trừ. Ra mùi thơm phát ra là từ đây. Con gái ơi, con sức cái dầu thơm gì mà thơm dữ vậy con gái hả? Ông ơi, ông ơi. Trời ơi, vậy cả gia đình mình hửi giống như đánh hơi chó vậy. Cả gia đình mình cũng hửi. Sao lỡ mũ tôi kỳ vậy?
lấy gì ông qua gì trời ơi, bộ ông bà bị sao vậy? Đừng có la lấy gì ngọc ông bà chạy con, ông bà chạy con đâu con ngọc đi này, đưa con đưa lỗ mũ con cắt nha. Mày điên hả? Mày đi ra dài mà cho tôi một điều ước cho gia đình tôi lỗ mũi trở lại y cũ bình thường. Nó nói dài hơn chị ông ơi. Trời ơi chết rồi. Ủa mũi của bà bị gì vậy? Em tính là cái mũi của sao nó biết vậy? Gia đình mình bị cái mũi này mà nó tính nó cười chọc quê. Thì đó chính mày đã hại gia đình tao phải không? Phải không mày? Thôi con qua đây con giúp đỡ ông bà thôi. Nếu mà không thôi con đi về. Mà biết anh chị thiệt không? Vậy bây giờ á, ông trả lại con viên ngọc đi, rồi con làm mũi của ông với bà với cô hai lại bình thường cho. Tại viên ngọc giờ cũng không có giá trị. Mình nói không có làm cái mũi mình bình thường. Trả thì nó đi, trả đưa nó đi ba. Đưa nó đi. Con đưa nó. Mày phải trị cho tao nghe. Trị cho cháu mút con. Trị cho tao nghe. Nè, cái bông đỏ này ông bà với lại cô hai ngửi vô đi là sẽ bình thường à. Xúm vô ngửi lại đi. Bà Trương ơi. Nhưng mà mất viên ngọc. Ôi trời ơi, ông Tiến gì có viên ngọc có lỗ mũi dài cũng không có biết phép được. Kệ nó đi. Mũi đã dài rồi còn tham nữa. Thần cá ơi. Thần cá. Ân nhân cần gì? Thần cá ơi, cho tôi xin trả viên ngọc này lại cho thần cá. Tôi muốn thần cá đưa viên ngọc này cho người nào có điều ước thật chính đáng. Tôi nghĩ không có viên ngọc này tôi cũng có thể sống vui vẻ được. Cảm ơn thần cá nhiều. Già kia đã mù còn điếc hay sao? Tôi la muốn rát cái cổ họng đây nè. Bộ điếc hay sao mà còn xăm xăm vô cái xe tôi? Xem tí nữa đổ cái xe đồ của tôi rồi. Ông có đền được không chứ? Anh kia, đã nói ông ta mù, làm sao mà thấy đường né? Anh sáng mắt sao không né? Lại xông vào ông ta rồi còn nói rằng chuyện này có liên quan gì tới người chứ? Lo chuyện của mình đi. Giữa đường thấy chuyện bất bình thì tôi nói. Hơn nữa ông già đáng tuổi cha chú, sao lại ăn nói hỗn hào? Có đáng hay không? Đúng rồi đó. Thôi bỏ qua đi, lỗi cho tôi mà. Đó, ông già đã tự nhận lỗi của mình rồi đó. Đã mù, còn đi loạn trạng. Có ngày mất bạn đó nghe ông già. Anh ngạo mạn vừa thôi. Ở đây á, ai cũng thấy anh là có lỗi trước hết á. Nếu anh không nhận lỗi với ông già thì anh không yên đâu. Mày là ai mà lớn láo vậy chứ? Tôi chỉ là người bán dầu, nhưng tôi biết phân biệt thiệt hơn. Ai mà càng quấy á thì tôi không để nữa. Bây giờ tôi nói lại, nếu anh không nhận lỗi với ông già thì đừng hòng đi khỏi chỗ này. Thôi ông già bỏ qua cho tôi nha. Thôi được rồi, bỏ qua đi. Thì tôi đi được chứ? Tránh không? Chưa đi được. Chuyện gì nữa đây? Kể từ lúc này, mỗi lần chuyển hàng qua chỗ này nhớ đi chậm lại cho bà con nhờ nghe chưa?
Được rồi. Tôi đi à. Chân vô. Cảm ơn cậu trai trẻ nha. Cậu còn trẻ mà có tính nghĩa hiệp ghê á. Lúc nãy mà không có cậu tôi không biết làm sao nữa đây. Có gì đâu ông. Ông không thấy đường á thì đi lại cẩn thận chút. Giờ ông đi đâu? Nếu mà chưa định thần á thì ông ngồi nghỉ tí xíu rồi đi nha. Ông muốn miếng nước đi. Cảm ơn cậu. Đi anh. Ít dầu đi anh, thêm tí đi, thường thường nó cũng vậy. Thêm tí đi. Ủa, thường thường em thấy anh bán đây mà anh tên gì vậy? Tôi không có tên. Mà ở đây mọi người gọi tôi là anh bán dầu không ạ? Vậy mới quen ở đây bán với anh nha. Em đi nha anh. Ôi, con ơi, lão đi nha con. Ủa, ông ơi, ông đợi chút xíu đi. Con bán xong chỗ dầu này rồi, con dẫn ông đi cho tiện. Được, được, ông đi một mình được mà. Cảm ơn con nha. Vậy, ông đi cẩn thận nha ông. Ờ. Trời, tiền của tôi đâu hết rồi? Mất tiền hả? Ủa tiền để đâu mà mất vậy? Chú em nè, tiền để đâu vậy? Nhỏ mua dầu nãy nó có vụ em không? Hay là cô hồi nãy nói chuyện với em? Cô lấy. Ờ đúng rồi đó. Chết rồi. Trời ơi. Vô ly của tôi. Chú. Đây nè. Để thằng cháu tôi nó thực lại cho chú coi ai lấy tiền của chú nó biết đó. Con làm đi con. À rồi biết rồi, biết rồi. Ông già mù. Ông mù đúng sao ông rồi. Được. Chứ ông không thấy hả? Thằng nhỏ nó ngồi bên kia. Nó thấy mà nó còn học lại cái bộ hả? Giống như ông mù 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 hả? Nhiều khi ông để xe ông lấy thì sao? Thôi đi, ông già mù đúng rồi. Cái nhỏ nó đâu có biết nói sao. À. Ông mù, đứng lại. Có chuyện gì vậy mọi người? Ông già mù, ông mới vừa ăn cắp tiền của anh bá dầu không? Mọi người đừng nghi quan cho ông già. Tôi không tin đâu. Có người thấy ông thò tay vô lấy tiền của ông bán dầu. Trời ơi, tôi mù lòa. Thấy đường đâu mà thò tay lấy tiền. Mọi người đừng có nghi quan cho tôi mà. Không lẽ thằng bé nó bịa chuyện không hả? Đi thì hỏi già, về nhà thì hỏi trẻ. Thằng bé nó đâu có nói sai đâu. Cậu bán dầu à? Cậu tin tôi đi. Tôi tật quyền, túng thiếu, nhưng tôi không có làm cái chuyện đó đâu. Lại nữa lúc nãy, cậu là người ơn của tôi mà. Tôi tin ông không làm như vậy. Thôi ông đi đi. Ủa, sao tin người quá vậy? Cậu phải làm cho ra rẻ chứ. Thôi, để ông ta đi đi. Tôi tin ông ta không làm chuyện đó đâu. Đi đi ông già. Mọi người đừng có ngờ quan cho tôi. Tiền này là tiền tôi đi xin từ sáng tới giờ.
Không lẽ có một mình anh bán dầu là có tiền sao? Ờ đúng rồi, tên tiền á đâu có ghi tên đâu, biết của ai. Đó, bây giờ anh bán dầu tính sao đây? Thôi, bây giờ mình nên quan đi, biết rõ trắng đen à. Ai á, có quan thì giải, ai có tội á, thì đền. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi, quan đây, lên quan đây, lên quan đây. Tôi không có tội mà, tôi đâu có tội. Dạ trăm ngàn lại quan. Dạ tôi già cả mù lòa, đi mà còn phải nhờ cái gậy này nó chỉ đường thì làm sao mà biết cái túi tiền của anh bán dầu ở đâu mà tôi trộm cắp chứ. Dạ xin quan thương tình soi xét cho con để giải quan cho ba đời dòng họ con khỏi bị ô uế. Dạ bẩm quan, thực tình thì con cũng không nghi ngờ ông lão lấy tiền của con, nhưng mà chính thằng bé đã nói là ông thấy ông ta lấy tiền, và những đồng tiền rơi ra từ ông lão cũng hao hao giống những đồng tiền của con vừa thu về. Thưa quan. Dạ bẩm quan, tiền này là tiền của con dành dụm đi xin ăn từ đồng từ các dành dụm mấy lâu nay. Dạ con vô tình rớt ra mấy đồng, trong khi vô tình anh này con báo là mất tiền. Thành ra bà con cô bác nói là tiền này là tiền của anh bán dầu. Dạ quan cho con lắm mà. Tên bán dầu kia, ngươi căn cứ vào đâu quả quyết tiền này là của ngươi đã bị mất cắp? Dạ thưa quan, con không dám quả quyết, nhưng mà có một sự trùng hợp kỳ dị nên mọi người bán tín bán nghi, nhờ quan phân xử á. Ông lão. Dạ. Tiền của ông đâu? Dạ bẩm quan, tiền của con đây. Lính. Dạ. Để ta xem. Theo như lời tường trình của hai bên, tiền của anh bán dầu á là người mua dầu trả cho anh. Thì lúc đông dầu á, chắc chắn bàn tay anh bán dầu hiểm dầu, nên tiền này á sẽ những vết dầu in trên đây, điều đó không tránh khỏi. Còn tiền của lão già mù này dành dụng cứ giữ trong túi sẽ sạch trơn, không một vết tiền. Số tiền này á chỉ một cách thử để phân biệt. Ta sẽ bỏ tiền này vào nước, nếu trên mặt nước á nổi lên những ván dầu thì đây là số tiền của anh bán dầu. Thủ phạm lấy cắp chính là ông già mù này. Còn bằng ngược lại á, số tiền này là của ông già mù. Tất cả mọi người ở đây hãy cùng ta làm chứng. Ta làm như vậy mọi người thấy được không? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Quan sáng suốt, quan sáng suốt. Vậy quan xử vậy đó đúng là sáng suốt đó. Lên đâu, đem thau nước ra. Tiền trong túi lão già đích thật á là ăn cắp của anh bán dầu. Tất cả mọi người thấy ông lão già mù, ông muốn chối cãi gì nữa không? Dạ trăm ngàn lại quan, con trăm ngàn lại quan. Tại vì con nghèo quá, dạ con thấy tiền của anh bán dầu nổi lòng tham nên lấy tiền đó lão này. Dạ xin quan niệm tình tha thứ, mới phạm tội lần đầu mà tha thứ cho lão. Dạ. Anh bán dầu nhân nghĩa ơi, xin anh thương dùng
thương tình lão, xin dùm lão một tiếng đi anh bán dầu ơi. Dạ bẩm quan, tiền thì con cũng đã lấy lại được, con cũng không muốn truy cứu thêm, mong quan thương tình mà tha cho lão ta. Anh quả thật là nhân từ, nhưng anh giúp người không đúng chỗ là sẽ hại anh. Lão già kia. Dạ. Không giữ ông nhận một tội ăn cắp, bảo phải nhận thêm một tội nữa. Dạ tội gì? Dạ bẩm quan ra là dám xảo trá, coi thường mệnh quan triều đình. Dạ dạ, lão chỉ có một tội là lấy tiền của anh bán dầu thôi. Dạ ngoài ra đâu còn tội gì nữa đâu quan. Người mù lò làm sao biết tiền của anh bán dầu để đâu mà lấy cắp, trừ khi giả mù lò che mắt thế gian. Lính đâu? Dạ. Để ông ta ra, đánh đứa nào sáng mắt. Dạ dạ, cho lại quan thả tội cho con. Dạ bẩm quan, tội tôi đừng đánh nữa, con khai. Dừng tay. Con nói con khai. Dạ bẩm quan, thật tình là con không có bệnh hoạn, không có đuôi mù vậy đó. Con chỉ giả bộ bị mù thôi, để cho người ta không đề phòng, rồi con ăn cắp đồ đạc của người ta. Dạ xin quan tha tội cho con, quan ơi quan. Nôn nóng quá vậy con? Ờ mà mắt tí có tinh thiệt á. Tối hôm qua mà nay thường thường chín rồi. Nè con, cậu nói nghe nha. Dặn con nghe không? Con không có được hái ăn nghe không? Để nguyên buồn nè, ngoài đi đốn em ra chợ bán mấy chuyện mua gạo. Bà cháu mình nó cung ăn nha con. Con không có được ăn nghe không? Ừ, giỏi lắm. Thôi vô, đi. Thôi vô vợ, nội nấu khoai cho con ăn nha. Đi. Chuyện chi mà các người là võng lộng đoàn người là rầm rầm kéo đến đây vậy? Dạ, tụi tôi là gia nhân nhà bá hộ Hiềm sai đến đây. Ngày mai là lễ thượng thọ của bá hộ, cho nên là tôi đến đây để mời quan nội tán đến dự. Có vậy thôi mà cũng rần rần vậy hả? Được rồi, đi về đi. Tôi sẽ bẩm báo lại với quan sau.
Dạ tôi dân lệnh của bá hộ, khi nào mà mời quan được á thì mới thôi. Cái gì? Mấy người giỡn mặt hả? Đây là tư dinh của quan chứ phải cái chợ đâu, muốn đi là đi, muốn ở là ở. Dạ tôi nào có dám giỡn mặt đâu, thì tôi tuân lệnh ông bá hộ mời quan đến, nếu không tôi bị trừng phạt đó. Xin anh lính bẩm lại với quan giùm, chứ tôi là người ăn cái ở, sai đâu làm đó à. Được rồi, vậy thì mấy người á lùi về chợ mà tá túc một đêm, ngày mai quay lại, chứ đâu thể nào mà ở lại đây làm náo loạn cái tư dinh của quan được. Vậy thôi, có gì anh bẩm lại với quan lớn giùm một tiếng, tôi xin đa tạ. Đi tụi bay. Đúng là bọn trọc phú dư tiền lắm của, đi đâu cũng rầm rầm rộ rộ như cái chợ à. Bà không đi chợ mà bà ngồi bà nhìn trời nhìn đất vậy? Chợ tan hết rồi kìa. Có còn gì nữa đâu mà đi chợ hả cô? Ủa, bà nói cái gì tôi không có hiểu. Mà làm gì bà âu sầu vậy? Bà cháu tôi nó nghèo mà còn mắc cái eo nữa cô. Cô biết nhà có bồ chuối, trong hôm rày chờ cho nó chín, đốn đem chợ bán để mà lấy tiền đổi gạo. Vậy mà cái quân bất lương á, nó nở đốt mất rồi. Nè, con thấy không? Nó khóc sưng mắt, nó tiếc cái buồn chuối. Mà dỗ nó hoài mà nó cũng chịu nín. Trời ơi, sao cái quân gì mà ác nhân sát đức vậy? Hai bà cháu có buồn chuối à, mà nó cũng nở lòng nào nó lấy nữa. Trời ơi. Nhưng mà bà có nghi ai không? Một mất mười ngờ, chẳng biết ai đâu mà nghi. Thật ơi, nó lấy hồi nào á, tôi còn không biết nữa hả. Sáng này ra cô, nhỏ nè, nó biết mất. Trời ơi, tội nghiệp. Ôi trời ơi, tôi khổ mà tôi thấy bà cháu bà. Thôi nè, bà lấy đỡ mấy cái củ khoai này nè, trưa bà luộc cho thằng tí nó ăn đi. Tôi không có lấy đâu, thím cũng nghèo mà. Nhà thím á, có mấy người ăn đang chờ. Giờ thím cho tôi á, tụi nhỏ bển nó lấy cái gì nó ăn. Trời ơi, thiệt là chịu không thấu á. Người đâu mà có cái giống á, ác nhân tắc đức quá vậy. Hay là bà lên quan nhờ tra xét đi, mai ra bà lấy lại được buồn chuối. Mà chính á, là bà bắt được cái tên trộm chuối thất nhân đó đó. Có buồn chuối mà kiện thưa gì cô? Ai người ta xử cho mình? Biết đâu được. Trời ơi, tôi nghe quan đăng á, thương dân mà lo lắng cho dân dữ lắm. Từ việc lớn á, đến việc nhỏ đều phân xử cho dân. Có được không? Trời ơi, bà cứ đi theo nghe lời tôi đi. Đi lên quan đi. Bà bỏ qua cái vụ đó đó hả? Nó ăn quen mà nó làm không có quen. Rồi dân làng mình á, làm sao mà sống nổi? Đi, bà nghe lời tôi, bà đi lên đó, kiện trên quan đi. Hả? Ờ, may ra đó quan còn lôi cổ được cái thằng ăn trộm chuối của bà, mà dân làng á hả còn cạch mặt được nó ra. Đi, bà đi theo tôi, bà đi lên đi. Bà chờ tôi chút nha. Lấy nón đi, mau lẹ đi con, đứng lên đi con.
đi con. Ủa, đi 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 bà ơi, đã nghèo mà còn ngã mắt cái eo nữa. Chú Lính ơi, chú Lính, chú Lính cho tôi vô gặp quan đi. Bà gặp ngài để làm gì? Trời ơi, tôi có chuyện nhờ quan xét xử. Bà có quan ớt gì? Không phải tôi, mà là bà này nè, bà nói đi. Thôi thôi thôi, để tôi nói luôn cho. Bà thì là có một cái bùn chuối mà bà bị người ta lấy trộm. Giờ tôi tính lên nói á, quan á xét xử giùm cho bà. Đáng tiếc cho hai bà, quan vừa mới lên nhà bá hộ hiềm dự tiệc thượng thọ rồi, tối mới về. Có gì mai tới. Ủa mà đi lâu mau rồi chú? Mới vừa đi. Vậy hả? Vậy thôi, tôi với bà rượt theo đi, lên trình báo ổng đi. Vậy thôi đi mà. Thôi cái gì trời ơi, quan ức mà thôi. Đi 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 đi. Bẩm quan, con có chuyện xin quan xét xử giùm. Bà kia, bà điên hay sao? Tại sao dám chặn đường quan? Muốn xét xử gì thì lên con đường quét. Đi ra, tránh ra, tránh ra, dừng ra đây. Người lấy được cách gì mà lớn tiếng dừng làng? Lui ra mau. Thưa hai bà, có chuyện gì mà hai bà tìm đến tôi? Dạ, không phải chuyện của con, chuyện của bà thím này. Nhưng mà con thấy bất bình á, con xin lại quan xét xử giùm bà cháu họ. Dạ bẩm quan, bẩm quan. Nè thôi. Dạ. Nè. Dạ bẩm quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Chẳng hay có việc gì bà cậy đến ta vậy? Dạ bẩm quan, nhà con có hai bà cháu hữu hỷ sống với nhau cho qua ngày. Còn thằng con á, đi làm ăn xa, tâm sự mưu sinh chỉ dọn dẹn có một bùn chuối à. Chờ ngày chín á, mang ra chợ đổ gạo ăn. Không gì à, trái vừa hùm hùm, chưa kịp chín thì bị kẻ trộm nó lấy cắp. Ba quan ơi, kính nhờ quan đèn trời soi xét, bắt kẻ bất lương trả lại bùn chuối cho con. Cái gì? Bà mất một bùn chuối à, mà cũng dám phiền tới quan hả? Nè tụi bay, tụi bay có nghe rõ không? Bà mất có một bùn chuối à, tao tưởng nó mất mấy sào đất á. Im. Còn con tên gì? Dạ con tên Tới. Sao mắt con sưng đỏ vậy? Con khóc hả? Dạ 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 bẩm quan, thằng nhỏ nó tiếc có bùn chuối mà nó khóc tới sưng cả mắt vậy đó quan. Nhờ quan xét xử giùm quan. Dạ tội nghiệp thằng cháu nhỏ của tôi, nó thèm thuồng mà nó không có dám mó tới. Nó còn nghe lời bà để nguyên buồn để mà đi đổi gạo đó quan. Dạ. Vậy mà nỡ lòng nào cái quân ức dân ác đức nó lấy mất rồi quan ơi. Dạ bẩm quan, chúng ta lên đường kẻo trễ, ông nói là con phải đưa quan về kịp, phải trước giờ thình đó quan. Ngươi không thấy có người đang nhờ ta, đang tra xét sao? Nhưng mà quan ơi, một bùn chuối à có giá đáng gì đâu. Hay là quan lấy tiền quan cho bả mua bùn chuối khác. Chứ hôm nay là lễ thượng thọ của ông của con, quan tranh thủ lên đi, mọi người đang chờ quan đó quan. Bản chất là phụ mẫu chi dân, đã mang trọng trách của triều đình để lo cho dân cuộc sống yên lành thì tất nhiên phải đặt điều đó lên trên hết. Lễ thượng thọ của bá hộ vắng ta vẫn rôm rã đông người, còn bà lão và đứa nhỏ này, ngươi hãy nhìn đi, bùn chuối chẳng đáng là bao, dù đó là cuộc sống của hai người. Ta nói đến đây chắc ngươi đã hiểu rồi đó, và phân rõ bên nào nặng bên nào nhẹ. Dạ bấm quan. Cứ về báo với bá hộ á, quan bận việc không đến dự được, khi nào xét xử vụ án xong ta sẽ thăm hỏi sau. Còn nếu bị bắt tội á, ta sẽ nói một câu cho ngươi.
ngươi hãy về đi. Còn hai bà cháu, hãy cùng ta trở về công đường để mở phiên tòa tra xét. Dạ, dạ đội ơn quan, đội ơn quan. Dạ, dạ đội ơn quan, dạ đội ơn quan. Nhưng quan. Kỳ vậy mày? Gì? Quang nói Quang đi dự tiệc nhà bác Hộ Hiềm, giờ ổng không đi xử cái vụ trộm chuối. Sao không xử đi rồi kêu cái đám thanh niên này ra đây cút đất làm gì? Có gì đâu khó hiểu. Tao nói mày nghe, Quang làm cái chuyện gì á là cũng có cái lý của Quang hết. À, Quang đâu có ở không đâu mà làm ba cái chuyện vô lý, đúng không? Mà tao thấy á nghe, có chuyện đắp đê này á cũng kỳ kỳ lạ lạ làm sao mày? Mày nịnh không à? Thì tao thấy cái vụ mà trộm chuối với cút đất đắp đê không liên dính dáng gì hết trơn, tao mới hỏi mày nè. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Tao tưởng mày biết hơn tao, ai về đó mày cũng ngu y chang tao à. Thì tao ngu tao mới làm lính với mày nè, tao khôn tao làm quan rồi. Đi đi, lao không suốt ngày. Trời đã đứng bóng rồi, các đương thấm mệt rồi. Thôi nghỉ tay đi, lính đâu? Đem chào đãi mọi người. Này con, à, cho ông hỏi một câu nè, con chuối bị cắt như thế nào? Dạ, rất khóc, vì đau. Bé giỏi lắm. Nè, nước mắt của chuối á, màu gì? Đau trắng đục. Đó là mũ chuối, chứ không phải nước mắt chuối. Để ông dạy con biết thêm một điều nha. Khi con chặt mũ chuối ra đó, thì trên tay của con á, dính mũ chuối. Khi con về nhà, có rửa sạch cỡ nào cũng không hết. Chắc chắn tên trộm mũ chuối đêm qua của nhà con, trên tay của hắn sẽ dính vết đen chưa hết đâu. Dạ bẩm quan, tên này trên tay nó có một vết đen giống như là mũ chuối đó quan. Được, đưa hắn vào đây. Dạ. Tên kia, việc tốt không làm, lo trộm cắp hàng xóm láng giềng, căm lao trồng trọt cày qua ngày, móng cho mùa chuối đổ qua kết trái, mà ngươi đành tâm
trộm cắp bùa chú của hai bà cháu đây. Trên tay của ngươi bằng chứng còn ranh rành đó. Lính nào? Dạ. Đưa tay hắn ra. Đánh nước người nào nhẫn tội. Đưa tay lên. Đưa tay lên. Đưa lên. Đưa cao lên nữa. Ăn cắp nè. Đưa tay kia lên. Đưa tay kia. Đưa cao lên. Cao nữa. Trừ không hả? Đưa hai tay lên. Hả? Cái tội ăn cắp phải không? Đưa tay lên. Hai tay luôn. Cao lên nữa. Ăn cắp hả? Con biết tội con lỗi. Xin quan tha tội cho con. Thanh niên trai tráng, lưng dài vai rộng, không lo làm ăn nuôi trí lớn, chỉ biết dòm ngó trộm cắp, thật là đáng xấu hổ. Nè ngươi có thấy hổ thẹn với đứa bé này không? Tên kia, ta phạt ngươi phải đền lại bùa chú khác cho hai bà cháu. Dạ, con biết lỗi con rồi, xin quan tha tội cho con. Người mà ngươi muốn xin tha lỗi không phải là ta, là hai bà cháu này. Dạ, con tha tội cho con đi bà. Con ơi, tha lỗi cho chú đi con.